Các bạn đang nghe chuyện Trời sáng rồi nói tạm biệt của tác giả Đản Đản. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ nhé. Quyển 6, chương 6. Ấm áp dâng như thủy triều. Tôi cùng Bắc Bắc hình như bắt đầu có chiến tranh lạnh. Chính xác mà nói thì chiến tranh lạnh chỉ có mình tôi thôi. Ở chung dưới một mái nhà, nhưng tôi đã hoàn toàn xem anh như người tàng hình. Có một vài lần anh muốn nói chuyện và chủ động giảng hòa, tôi cũng hoàn toàn gạt qua một bên. Tôi đang tức giận, thực sự rất tức giận. Thật ra trong một góc của sự tức giận, tôi cảm nhận ra rõ ràng cảm xúc của mình. Tôi luôn nghĩ tới việc anh không một chút nề nang khiển trách tôi. Trong lòng anh có giống như y đằng rượu mang theo ý khinh bỉ hay không? Trong vòng một tháng nay, thế giới cảm xúc của tôi vẫn bị chìm sâu trong cảm giác điên đảo. Rượu bia là một loại độc dược làm chết người từ từ. Tôi hiểu được lý lẽ này, nhưng cũng không thể ngăn mình đừng uống hết ly này sang tới ly khác. Cạn ly, chúc mừng hai người tân hôn hạnh phúc. Tôi nâng ly rượu lên, còn chưa chạm đến ly của Đại Đồng và Giang Mệnh Kỳ thì tôi đã uống một hơi hết sạch. Ly này chúc cho hai người mãi mãi yêu nhau. Tôi sảng khoái cầm ly uống tiếp tục, trong khi hai người bạn họ đang liếc mắt nhìn nhau. Cạn ly nữa nào. Cảm xúc của tôi đang dâng cao lên, lại làm cho bọn họ càng thêm lo lắng. Tiểu Đồng, cậu say rồi, cậu đã uống nhiều chai rồi. Cho dù chỉ là bia thôi, nhưng không phải uống với cách này. Tiếng nhạc trong quán bar thật lớn, giọng nói của Đại Đồng nghe không rõ, vọng tới. Uống nhiều chai rồi sao? Ghét thật, thì ra là vậy. Chắc không được, bao tử cảm thấy quá khó chịu. Mình không có say, còn có thể uống tiếp tục được. Đêm nay không say không về nha. Tôi sôi nổi như muốn nhảy dựng lên để mời bọn họ uống bia, nhưng lại thấy chóng mặt ngã về chỗ ngồi của mình. Thì ra ngay cả bia cũng có tác dụng chậm chạp như vậy. Say như thế kia rồi mà còn dám nói mình chưa say. Giang Mệnh Kỳ bất đắc dĩ nhìn Đại Đồng, bĩu môi nói, gọi cho Trầm Dịch Bắc đến đây đón cô ấy về đi. Tại sao lại tìm anh ấy? Tại sao lại tìm anh ấy? Tôi và Đại Đồng cùng la lên một câu giống nhau. Tại sao lại không tìm anh ấy? Giang Mệnh Kỳ hỏi lại. Mình không muốn gặp anh ấy. Tôi vẫn còn trong cơn giận dỗi. Không phải đã chọn được một người rất tốt rồi sao? Đại Đồng bất mãn lên tiếng. Cô ấy vừa dứt lời thì điện thoại của tôi vang lên, là điện thoại của Bắc Bắc. Tôi cầm lấy điện thoại, đập thịch mạnh để qua một bên, không muốn để ý tới. Không phải chúng tôi đang có chiến tranh lạnh sao? Vậy mà mỗi ngày qua 10 giờ, nếu tôi chưa trở về nhà thì chắc chắn anh sẽ tiếp tục gọi tôi. Anh sợ hãi cái gì chứ? Chẳng lẽ trong thâm tâm của anh, tôi thật là một người con gái sống tùy tùy tiện tiện, không muốn trở về nhà? Càng nghĩ tới, càng thấy hận. Tôi tức giận, uống thêm một ngụm bia nữa. Màn hình điện thoại ở trong ánh sáng mờ ảo của quán bar không ngừng phát ra ánh sáng, biểu thị có người gọi tới. Rồi sau đó điện thoại kêu hai tiếng bíp bíp báo hiệu đã hết pin. Tôi lại uống thêm một ngụm bia nữa, thì bụng đột nhiên nổi lên một cơn đau quặn. Phía dưới hạ thân mình như có một dòng chất lỏng sắp trào ra. Tôi hoảng hốt lấy một bàn tay che miệng, một bàn tay ôm bụng lảo đảo chạy vào toilet. Đi nôn mửa nữa rồi à? Tiếng Giang Mệnh Kỳ lo lắng vang lên. Gặp phải đả kích gì mà lại uống bia kiểu này chứ? Mình giúp cậu liên lạc với Thôi Hải Kỳ nhé, được không? Đại Đồng cao hứng vui vẻ hét lên phía sau tôi. Tôi khoát tay, không dành để ý đến bất kỳ ai giờ phút này. Quả nhiên là đã đến kỳ nguyệt rồi. Bia lạnh kích thích và thuốc uống đã ngưng một tháng thì nguyệt sự thật sự đã tìm đến. Đáng chết, tại sao lại cố tình vào đúng hôm nay? Tôi hét to một tiếng, lấy khăn lau mặt, cũng phát hiện ra trên đó toàn là những giọt nước mắt lạnh lẽo như băng giá. Đồng Tử Y, không có đau, không có đau một chút nào. Tôi không nói được lời nào, chào hỏi với bất kỳ ai, trên người đã đầy đổ mồ hôi lạnh. Ôm lấy bụng lảo đảo bước ra khỏi quán bar. Tôi cần thuốc giảm đau, tôi càng cần thêm nhiều bia nữa. Đi ra tiệm thuốc gần đó, tôi mua được thuốc giảm đau và cũng mua luôn cả bia đã ướp lạnh. Tôi bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa. Bia ướp lạnh đặt trên bụng đúng lúc làm tôi giảm bớt cơn đau bụng đang cuồn cuộn trong cơ thể. Tôi nghiêng ngả bước đi bằng đôi chân không còn vững. Tôi không muốn về nhà.
Tôi chán ghét Trầm Dịch Bác, cảm thấy trên mặt hơi lạnh lạnh. Tôi đưa tay vươn lên trên ấy, thì ra tất cả đều là những giọt nước mắt lạnh như băng đá. Đi chưa được mấy bước, bước chân của tôi đã không còn vững nữa. Sau đó tôi ngã một cái thật mạnh trên phần đường đi dành cho người đi bộ, phía dưới bụng lại cuộn từng cơn đau đớn không ngừng trào ra, thức chất lỏng nóng nóng. Tôi biết như vậy nên đã dùng một loại băng vệ sinh thật dày, sẽ không giống như trước kia để thứ chất lỏng màu đỏ nóng nóng ấy tràn xuống hai chân tôi. Nhưng sợ hãi và đau đớn như đòi mạng người này cứ càng quét lấy tôi. Tôi đã không còn phân biệt rõ đây là do thân thể mình đau đớn hay là do trái tim vẫn còn đau nhức. Tôi phát ra tiếng than như rên rỉ, cam chịu ghé mặt mình vào túi đựng bia, không muốn đứng dậy. Bởi vì cho dù có lạnh lẽo, cho dù nhìn rất buồn cười, nhưng ít ra thì nó nhắc nhở tôi hôm nay không phải là một ngày của 4 năm trước. Tôi không cần phải nằm trên băng ca của phòng phẫu thuật để tận mắt nhìn thấy cốt nhục của người đàn ông mà tôi yêu nhất được người ta lấy ra từ cơ thể mình. Trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi của tôi, ngoại trừ vết thương tới giờ còn chưa lành lặn ra, đã không còn lưu giữ bất cứ thứ gì nữa. Ngay cả thứ quà tặng khó khăn mới có được đó cũng dán nhãn của hai chữ phản bội. Tôi ấn mặt mình từng chút một vào những chai bia lạnh như đá đó. Vì sao đã 4 năm trôi qua mà vẫn còn đau đớn như vậy? Chẳng lẽ cả đời đều không thể hết được sao? Vì sao sau tất cả mọi đau khổ thì dường như mọi chuyện đang diễn ra rõ ràng ở trước mặt như mới xảy ra ngày hôm nay? Vì sao cảm giác hạnh phúc vẫn không thể lành lặn như cũ? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Không biết mình nằm trên mặt đất bao lâu, cho đến khi có một đôi bàn tay ấm áp quen thuộc đỡ lấy bả vai của tôi, cố gắng nâng cơ thể tôi đứng thẳng dậy. Hai mắt tôi ướt đẫm nước mắt, nhìn mông lung và nhận ra khuôn mặt bình thường lại rất ấm áp kia. Thật đã quá say rồi. Tôi nghe thấy tiếng anh. Một chiếc khăn mùi xoa mang hơi thở độc đáo lau đi những giọt nước mắt, những vết rơi trên mặt và những vết thương của tôi. Hải Kỳ. Cuối cùng cơ thể tôi đã tìm được chút hơi ấm. Tôi giống như một cô bé trong nhà trẻ bị các cậu bé ăn hiếp. Tôi ngã vào vòng tay ôm ấp an toàn và bật lên tiếng khóc của một cô bé đang chịu thiệt thòi. Hải Kỳ, em đến kỳ kinh nguyệt rồi, em đau quá, thật sự đau chết đi mất. Khi nào đến kỳ nguyệt sự thì gọi điện thoại cho anh sẽ ở bên cạnh em. Câu nói đơn giản như thế lại đầy hương vị rất ấm áp. Câu nói ấy tựa như có ai đưa cho tôi một ly trà nóng lúc giá lạnh. Và tôi vẫn nhớ rõ ràng, trong cơn lạnh giá của mình thì câu nói ấy là giọt nước ấm duy nhất. Còn uống bia nữa sao? Anh khó chịu nhẹ giọng chỉ trích, giọng điệu của anh tựa như trước mặt anh là một người bạn nhỏ. Anh tiếp tục giúp tôi lau bàn tay dính đầy vết bẩn. Tôi cũng nhanh lấy bàn tay bẩn khác đưa lên lau những giọt nước mắt còn đọng trên đó, mà không để ý thấy mình bây giờ trông như một con mèo nhỏ. Đừng khóc. Anh đã không còn chiếc khăn mùi xoa sạch sẽ nào nữa, chỉ có thể dùng ngón tay cái cẩn thận lau nước mắt của tôi. Anh đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, nói: ngồi ở đây chờ anh một lát nhé. Tôi mơ hồ gật đầu. Anh nhanh xoay người bước ra ngoài con đường lớn. Tôi đau đớn loạn choạng, không giữ được thăng bằng, bẻ cong người lại ngã xuống chiếc ghế dài. Tay của tôi vẫn cầm lấy túi bia ướp lạnh kia không thả ra. Trong mông lung, tôi thấy Hải Kỳ chạy đến một tiệm tạp hóa, sau đó anh lập tức bưng một cái gì đó đi ra. Thấy tôi nằm nghiêng ngả trên ghế, nét mặt anh biểu hiện lo lắng rõ ràng. Chờ đến khi đèn xanh bật sáng, anh liền nhanh chóng đi qua đường. Mí mắt của tôi vừa mới nhắm thật mạnh lại một cái thì đã bị một đôi tay ấm áp giúp mở ra. Đầu của tôi dựa vào ngực anh, kề bên miệng mình là một chén nước. Còn nóng, uống từ từ thôi. Anh cúi đầu kéo cả người tôi vào lòng, nhẹ giọng dặn dò. Tôi ngoan ngoãn uống từng miếng nhỏ. Đúng là canh quan đông, độ ấm của canh vừa uống xuống miệng, trong người liền có một luồng nhiệt toát ra, làm cơn đau bụng của tôi giảm dần. Ở trong lòng Hải Kỳ, tôi chậm rãi uống từng ngụm canh, thấy tôi không còn làm ầm ĩ nữa. Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Anh lấy điện thoại ra bấm số gọi. Đồng Hoa phải không? Tôi là Hải Kỳ đây, tôi tìm được cô ấy rồi. Hai người đừng lo lắng,
và cũng về trước đi. Cảm ơn hai người đã báo cho tôi biết. Tắt điện thoại xong, anh vội ôm lấy tôi, lặng lặng nhìn tôi uống hết chén canh Quan Đông, sau đó lấy một chai nước suối, rồi nhìn thoáng qua đó, hỏi tôi, uống thuốc giảm đau chưa? Anh đưa cho tôi chai nước và bỏ vào tay tôi mấy viên thuốc, nói, anh đã tìm mua được một số thuốc tốt ở người bạn là bác sĩ, uống vào đi. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Anh đem số thuốc còn lại bỏ vào túi sách của tôi, nói, một ngày uống 3 lần, uống trong vòng 3 ngày, loại thuốc này không có tác dụng phụ, cũng không có bị lờn thuốc. Nếu như không đến nỗi quá đau thì đừng dùng thuốc giảm đau, bởi vì thuốc giảm đau thường có rất nhiều tác dụng phụ. Tôi lại ngoan ngoãn gật đầu. Anh thở dài một hơi, sờ sờ mái tóc tôi hỏi, vừa rồi em làm sao thế? Tại sao lại khóc đến như vậy? Ở trong vòng tay ấm áp của anh, tôi chỉ lắc đầu không còn rơi nước mắt nữa. Về nhà ngủ một giấc, rồi quên hết mọi chuyện đi. Ngày mai là một y vui vẻ trẻ trung. Nhìn tôi buồn bã, Hải Kỳ đã nhận ra, chỉ là tôi không nói thì anh cũng không miễn cưỡng ép hỏi. Hải Kỳ, anh cõng em nhé, được không? Bỗng nhiên tôi đường đột hỏi. Hải Kỳ không do dự, anh hạ người xuống nói, ngồi lên đi. Tôi áp người lên lưng anh, ôm chặt lấy cổ anh, mặt tôi kề bên má của anh, thật ấm áp và thật an tâm. Y Đằng Diệu thật sự đã phán đoán sai lầm rồi. Hải Kỳ, anh ấy cho tôi cảm giác như một người cha. Cha của tôi, ở trong ký ức mơ hồ lúc còn nhỏ, vòng tay ôm ấp của cha thật ấm áp, thật vững vàng. Cho nên, từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Hải Kỳ, anh cũng cho tôi tia ấm áp và tình cảm yên ổn như vậy, không phải vì ảnh hưởng của Bắc Bắc. Tôi cũng từng thích kêu cha, cõng tôi trên lưng như vậy. Quyển 6, chương 7, cầu hôn. Bờ vai của anh cũng dày rộng, giống như của cha tôi, có thể giúp tôi che chắn mưa gió. Tôi ôm lấy cổ anh, nhìn thấy bước chân vững chãi của anh đang đi về hướng nhà của mình. Em có thể không về nhà được không? Tôi ôm sát cổ anh, mở miệng thương lượng với cha, đồng thời cũng chút ra tâm sự của mình. Tại sao như vậy chứ? Anh nhẹ giọng hỏi tôi. Em không muốn nhìn thấy anh trai, em ghét anh ấy, em đau bụng lắm. Nước mắt tôi lại rơi trên áo của Hải Kỳ. Em cãi nhau với cậu ấy à? Thật là trẻ con quá đi. Anh cười lắc đầu. Anh nghĩ tôi nói chuyện bừa bãi, không nghĩ tới mấy câu nói đó đều có liên quan đến câu chuyện của đời tôi. Hôm nay là ngày 4 năm trước em bị sảy thai. Cha ơi, vì sao cha mất sớm như vậy? Nếu cha còn sống, không phải tôi không phải bị Trầm Gia nhận nuôi. Nếu cha còn sống, tôi không phải yêu chính anh nuôi của mình. Hải Kỳ lấy cánh tay đỡ lấy thân thể tôi, nói tiếp đi. Anh nhỏ giọng cổ vũ tôi, đừng cất giấu tâm sự phiền não ở trong lòng. Em hận anh ta đến chết. Tôi dùng hết sức đập một cái thật mạnh vào bả vai của Hải Kỳ, nhưng anh không kêu đau lên tiếng nào cả. Anh ta có cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân của bọn em sao? Nói cái gì là một lần nữa bắt đầu đổ lường gạt, thật quá lường gạt. Chỉ có em một mình bị đau khổ dày vò, tiêu đốt. Lúc anh ta cùng với người tình ở trên giường, anh ta có nghĩ đến em sao? Nói cái gì, nào là một lần cuối cùng, nào là thỏa thuận. Nếu anh ta thật sự muốn cuộc hôn nhân này, thì làm sao có thể cùng người tình là một lần cuối cùng? Buồn cười, thật sự quá buồn cười. Có người bên ngoài là có người bên ngoài, có cần phải nói lý do đường hoàng như vậy không? Tôi đang trở lại ký ức của 4 năm trước và tình cảnh xảy ra trong lúc đó vẫn không sao bôi xóa được. Em mong muốn có đứa con của anh ta thì anh ta ép em đi phá bỏ đứa con. Tôi cười, tiếng cười thê lương làm cho trái tim của Hải Kỳ đập nhanh. Tôi lấy cơ thể và cả tay mình đánh xuống lưng anh càng thêm nhanh. Em muốn đứa con thì anh ta ép em bỏ đứa con kia. Đúng vậy, em là con người mặt dày. Đúng vậy, là em theo cám dỗ anh ta. Đúng vậy, là em đeo bám anh ta chối chết. Nhưng làm sao anh ta có thể đối với em như vậy? Em yêu anh ta tha thiết, vậy mà anh ta dám lấy tình yêu này ra để khống chế em. Anh ta không sợ em hận anh ta sao? Từ nhỏ, bản tính anh ta rất thiện lương. Đối với những con vật bé xíu, anh ta cũng thương yêu. Anh ta dạy em ngay cả cành cây ngọn cỏ cũng có cảm tình.
Nhưng khi anh ta hẹn bác sĩ phụ sản, hẹn bác sĩ gây tê, anh ta nói, y y sẽ không đau. Làm sao có thể không đau? Còn chưa lên bàn phá thai, em đã đau sắp chết rồi. Tại sao anh ta đối với em như vậy? Ở trong lòng anh ta, em ngay cả một con súc sinh cũng không bằng sao? Tôi thừa nhận, do tác dụng của bia cho nên ý nghĩ của tôi có phần cực đoan, nhưng tôi quá hận mà thốt lên như vậy. Tại sao em phải mãi mãi nghe lời anh ta chứ? Bởi vì em yêu anh ta, cho nên ngay cả tôn nghiêm cũng không còn xứng đáng có được sao? Điều anh ta thật sự muốn giữ em, tại sao anh ta có thể không cần đứa con? Cho dù đứa con đó không phải do chính anh ta muốn, cho dù nó đến từ sự phản bội, nhưng nó vẫn là cốt nhục của anh ta mà. Tại sao anh ta máu lạnh như thế? Ngay cả cố gắng một chút cũng không chịu, nhất quyết đem đi phá bỏ. Hải Kỳ dừng bước, tâm sự bi thương của tôi đã muốn ngấm cháy tim anh. Anh thật tâm đưa tay lên, vỗ nhẹ từng cái một trên lưng tôi, nhẹ nhàng an ủi. Y y, đừng làm ầm lên. Anh ta dám bảo em là đừng làm ầm ĩ. Em bảo vệ giọt máu của mình cũng là ầm ĩ ư? Em hận anh ta cho đến chết, anh ta là người máu lạnh sao? Em vì muốn có đứa con của anh ta, đã chịu bao nhiêu thiệt thòi nhục nhã, anh ta không hiểu tí nào sao? Tôi lớn tiếng chất vấn giống như bác Bắc đang đứng trước mặt mình. Đây là ký ức oán thủ cũ đã đè nén trong lòng tôi suốt 4 năm qua. Nói không hận Bắc Bắc, nói tha thứ cho anh đều là xuất phát từ thật tâm. Nói không hận Bắc Bắc, nói không thể tha thứ cho anh cũng đều tồn tại chân thật trong lòng. Vì thế, tình cảm và lý trí luôn luôn giằng xé, mâu thuẫn lẫn nhau trong đầu tôi. Một lần nữa bắt đầu làm vợ chồng chân chính. Mọi việc về sau đều thuận theo ý của em. Em muốn bất cứ cái gì đều có thể cho em. Bệnh thần kinh, tôi gằn từng tiếng lời nói của Bắc Bắc năm đó. Em không cần, em không cần, van xin anh ta. Em buông tha cho em là tốt rồi, em không cần tình yêu, em đau đớn đủ quá rồi. Trời xả đã hung hăng, tát em vài cái làm em tỉnh táo ra rồi. Có một nhà văn lớn người Pháp đã nói, miệng vết thương trên thân thể có thể chữa lành, nhưng tinh thần trên miệng vết thương bị che giấu lại mãi mãi sẽ không khép miệng được. Mãi mãi còn vết máu tươi ở trong lòng. Nhưng em thật sự đã tỉnh táo rồi sao? Hay vẫn còn trong cơn mơ mãi mãi không có cơ hội tỉnh lại? Tại sao em không thể như những người phụ nữ khác, hận càng thêm hận? Vì sao chỉ vừa thấy anh ta khổ sở, nỗi hận thù của em ngay lập tức rũ xuống đầu hàng? Trước khi chia tay, em cùng anh ta đã làm tình, em đã thậm chí kích động đến rơi nước mắt. Nhưng Hải Kỳ này, em nói cho anh nghe, anh ta không đạt tới cao trào, không có cao trào mà, bởi vì anh ta không yêu em, anh ta không thể yêu em. Bọn em từ lúc trước cho đến bây giờ chưa bao giờ sánh ngang hàng. Tôi hung hăng ôm lấy Hải Kỳ, không cần biết có dùng quá sức làm anh không hít thở nổi hay không. Tại sao em trở nên đê tiện như vậy? Vì cái gì em phải đê tiện như thế? Đê tiện đến bản thân cũng phải khinh bỉ chính mình. Cảm xúc của tôi đã quá kích động rồi. Ngoại trừ anh ta ra, cho tới bây giờ em cũng chưa để cho người khác chạm qua mình. Nhưng anh ta lại còn dám nói em thích trò đùa ái tình. Tôi quá khổ sở đến nỗi hít thở cũng đau đớn. Anh ta không có tư cách nói em như vậy. Anh ta có tư cách gì chứ? Trên thế giới này, người duy nhất không có tư cách chỉ trích em chính là anh ta. Trái tim đến khi nào thì được tự do? Tôi ghé sát vào phía sau lưng Hải Kỳ khóc lớn. Ngoan, đừng khóc. Làm sao y y là người thích trò đùa ái tình chứ? Hải Kỳ cười nhẹ, sấn an tôi. Anh là bạn trai của em. Anh là người có đủ tư cách để bình luận em, đúng không? Y y là cô gái tốt, mỗi ngày đúng 10 giờ đều trở về nha. Đối với bạn trai vừa dịu dàng, vừa săn sóc chu đáo, hơn nữa cũng rất bảo thủ, trong tương lai nhất định sẽ là một người vợ tốt. Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt còn trong cơn say lờ đờ nhìn mông lung, giọng nghẹn nghẹn nước mắt hỏi, một người vợ tốt ư? Anh nghĩ như vậy sao? Anh thực sự tin tưởng em sao? Em không phải là một cô gái hư hỏng, đúng không? Tôi khẩn trương thúc ép người khác khẳng định. Anh tin tưởng Y Y là một cô gái tốt, tương lai chắc chắn sẽ là một người vợ tốt. Anh chưa từng nghi ngờ chuyện này. Hải Kỳ dịu dàng trấn an nỗi thương tâm của tôi. Hải Kỳ, anh thật là tốt. Tôi dựa vào cổ anh,
cảm thấy thật ấm áp. Bỗng nhiên trong lòng trỗi lên một cỗ xúc động. Hãy kỳ, anh cầu hôn với em đi, được không? Từ nay về sau, tôi sẽ chuyên tâm làm một người vợ tốt của anh, trở thành người vợ hoàn mỹ nhất. Cầu hôn, Hải Kỳ hoảng hốt lặp lại. Đúng vậy, anh cầu hôn em đi Hải Kỳ, em nhất định sẽ gật đầu đồng ý. Dựa vào cơn say chưa tỉnh, tôi liều mạng giật dây cho anh. Em say rồi, Hải Kỳ cười nhạt. Thấy Hải Kỳ bình tĩnh như thế, trong nháy mắt, nước mắt của tôi trào ra. Đàn ông quả nhiên, ai cũng khẩu thị tâm phi, ngay cả người tôi coi là cha này cũng không ngoại lệ. Tôi nhào lên lưng của anh, cất tiếng khóc như người chịu thiệt thòi, tiếng khóc kinh thiên động địa, dường như tôi là người nhận hết tất cả mọi thiệt thòi trên cõi đời này. Đồ lừa gạt, anh cũng như anh ta, đều là những kẻ lừa gạt. Hải Kỳ thở dài một hơi, túi đồ chứa bia trong tay tôi đã bị anh lấy xuống. Bây giờ đây, ngay cả bia của tôi mua cũng muốn giành lấy. Tôi khóc càng lớn tiếng hơn nữa, càng thương tâm hơn nữa. Người xấu, người xấu. Phóc một tiếng, lon bia được mở ra. Không khí thoáng chốc đã thoảng mùi hương của bia. Còn muốn uống bia của tôi, đúng là người xấu rồi. Tôi bụng miệng lại, càng khóc thêm nhiều hơn. Cuối cùng, tôi bị Hải Kỳ ngồi xuống bên cạnh bồn hoa. Tôi dùng hết sức để khóc, chuẩn bị khóc cho hết mệt mỏi rồi sẽ cướp lấy bia mình mua đem về. Hay, tại sao lại có tính trẻ con như vậy? Tôi nghe thấy Hải Kỳ dùng một cụm từ chuyên dụng của người nào đó. Anh cũng giống như người nào đó ghét bỏ tính con nít của tôi. Không cần anh xen vào, không cần anh quan tâm. Tôi bốc đồng, dậm chân, trong tầm mắt mơ hồ, tôi thấy ánh mắt Hải Kỳ dịu dàng chăm chú nhìn tôi, rất giống như ánh mắt yêu thương của Bắc Bắc. Đây là giấc mơ hay chỉ là hư ảo? Cuộc đời luôn luôn tồn tại loại hư ảo như thế. Trước mặt tôi có một người đang quỳ xuống, tay trái cầm chiếc nhẫn, tay phải cầm một đóa hoa mới ngắt từ trong bồn hoa ra. Cô đồng tử y, xin cô lấy tôi đi. Hải Kỳ cầu hôn, anh đang cầu hôn. Dưới ánh trăng, anh nở nụ cười, ánh mắt của anh chứa đựng sự cưng chiều, giống như đối với một đứa cháu ngoan đang giúp ông nội uống rượu. Anh là ai? Nói cho tôi biết tên của anh đi. Tôi vội vàng cầm lấy bàn tay anh, muốn nhìn thật rõ người trước mắt mình rốt cuộc là ai. Trước mắt tôi hiện ra hai khuôn mặt, không ngừng nhòe ra rồi nhập lại. Đã từng có một người rơi nước mắt trên mu bàn tay tôi, người đó liều mạng cầm lấy chiếc nhẫn, cố đeo vào ngón tay áp út của tôi. Thật sự say không nhìn rõ nữa rồi à? Hải Kỳ lắc lắc đầu bật cười, nhưng anh vẫn nửa đùa, nửa thật giới thiệu mình. Tôi là Thôi Hải Kỳ, năm nay 31 tuổi, ban ngày là bác sĩ tâm lý, ban đêm làm thêm đầu bếp sushi. Tôi có một đứa con 7 tuổi, nếu sau này lấy tôi, em sẽ trở thành mẹ kế của nó. Tôi cầm lấy tay anh, không cho anh nói gì thêm nữa, tôi đã nhận thấy rõ ràng rồi. Anh là Thôi Hải Kỳ, không phải là người đàn ông năm nay mới 28 tuổi, quyết lập chí trở thành một bác sĩ tốt. Anh là Thôi Hải Kỳ, có bờ vai ấm áp. Anh không phải là người đàn ông gây tổn thương cho tôi nặng nề nhất. Anh không phải là người đàn ông làm cho tôi ngay cả hận cũng luyến tiếc cứ mãi mang theo trên lưng. Anh là Thôi Hải Kỳ, là người đàn ông có thể đi cùng tôi đến hết cuộc đời còn lại, mà không phải là người đàn ông tôi muốn làm anh em. Từ nay về sau, chỉ có thương yêu, không có khổ sở đau đớn. Tôi nở nụ cười thật tình, an tâm vui sướng và hạnh phúc. Thôi Hải Kỳ, em đồng ý. Tôi dùng hết sức, gật đầu. Em sẽ trở thành một người vợ tốt và một người mẹ tốt. Nụ cười của Hải Kỳ chợt tắt, một cảm xúc lạnh như băng chảy qua người anh khi nhìn vào ngón tay của tôi. Đó là chiếc nhẫn làm bằng cái vòng nhỏ màu trắng trong lắp lon bia. Tôi tham lam nhìn chiếc nhẫn của mình, hạnh phúc quá, cảm giác thật hạnh phúc. Trong ký ức lại mơ hồ hiện ra có một chiếc nhẫn khác nằm lạnh lẽo, đơn độc trên tấm giáp giường màu trắng. Trái tim bỗng dưng bị một trận co rút đau thắt. Tôi ngước mắt lên, nhìn Hải Kỳ cười ngọt ngào, dùng tiếng nói nũng nịu. Em còn muốn anh tiếp tục cõng? Được, thưa nữ vương bệ hạ. Anh cười giễu cợt tôi, một lần nữa hạ vai xuống để cõng tôi trên lưng. À, người trên lưng của anh, tôi đúng là đã thành một cô gái ầm ĩ. Đám cưới của em không cần long trọng,
nhưng nhất định phải ấm áp nhé. Em muốn mời đại đồng làm phù dâu. Em mặc kệ ai nói cái gì mà phụ nữ có thai không thể làm phù dâu, mấy thứ tào lao này chỉ có quỷ mới nói thôi. Kết hôn xong, em muốn quay trở lại Pháp để hưởng tuần trăng mật. Không, không, anh lớn lên ở đó rồi, chúng ta đi đến đảo Maldives. Em không thích sinh nhiều con nít thật phiền toái, chúng ta sinh một đứa thôi, đủ rồi. Nhưng nếu anh muốn có nhiều con, em cũng có thể sinh cho anh hai đứa, hay nhiều lắm là ba đứa thôi. Đánh chết, em cũng không thêm đứa nào nữa nha. Tôi kể ra trùng trùng điệp điệp, không ngớt yêu cầu trong giấc mơ của mình. Cứ mỗi một câu nghe xong, Hải Kỳ đều mỉm cười. Chuyện cổ tích ngày xưa đều là giả thôi. Anh nói chuyện với tiểu già nha. Em sẽ không ngược đãi nó. Em sẽ không phải là người mẹ kế ác độc. Em nhất định đối với nó thật tốt, so với chính con ruột của mình sẽ càng tốt hơn ngàn vạn lần. Tôi thốt ra lời tuyên thệ. Anh tin tưởng em. Tiếng nói ấm áp khẳng định. Ngọn đèn đường chạy dài, chiếu lên bóng dáng của hai chúng tôi. Điện thoại của Hải Kỳ vang lên, nằm trên lưng anh, tôi ghé nhìn xem, nhìn thấy trên điện thoại hiện lên ba chữ Trầm Dịch Bắc. Đưa cho em. Tôi vươn tay, đoạt lấy điện thoại trên tay Hải Kỳ. Đúng lúc anh chuẩn bị bấm nút trả lời. Bập, tôi tháo luôn cục pin từ mấy điện thoại của anh. Hải Kỳ à, đêm nay em không muốn về nhà, không muốn gặp anh trai, không muốn liên lạc cùng anh ấy. Cũng không muốn anh ấy biết em ở nơi nào. Anh đừng hỏi em nguyên nhân là gì. Nguyên nhân ra sao, vừa rồi tôi đã nói cho anh nghe cả rồi. Hải Kỳ im lặng một chút. Anh luôn là người làm việc theo nguyên tắc. Yêu cầu của tôi đang làm khó cho anh. Hải Kỳ, tôi túm lấy áo anh. Xin anh. Tâm trạng anh căng thẳng, ấy đấy trong mắt anh không hề giữ lại mà đã trôi đi. Được. Sau đó Hải Kỳ cõng tôi trên lưng một lúc lâu, thật lâu, lâu đến nỗi anh không còn bước đi được nữa. Tiếp theo sau tôi bỗng ụa một tiếng, đốn hết mọi thứ đã cố gắng nhịn thật lâu. Quần áo của anh và tôi đều thật ghê tởm đến vô cùng thê thảm. Vì thế chúng tôi đã đi thuê một căn phòng ở một khách sạn gần đó. Quyển 6 chương 8. Ánh nắng mặt trời chiếu vào trong phòng, tôi nheo mắt lại. Đầu tôi đau nhức như ai lấy dao bổ vào. Bụng đau vì có nguyệt sự đã không còn cảm giác nhiều nữa. Xem ra thuốc mà Hải Kỳ mang đến có hiệu quả cao. Tỉnh rồi à? Có một người dựa vào chiếc giường đối diện, thả tờ báo xuống, đi bên phía giường của tôi. Anh lấy một ly nước ấm mang đến đầu giường nói. Anh đã nhờ nhân viên phục vụ mang cháo lại đây rồi. Ăn cháo xong thì uống thêm thuốc vào. Loại thuốc đêm qua, ngoại trừ có thể giảm bớt cơn đau bụng kinh, còn có thể giảm nhức đầu. Xem ra, em đã đem cho anh rất nhiều phiền toái rồi. Tôi ngại ngùng ngồi dậy. Anh đã nhanh chóng cầm một cái gối, bỏ sau lưng cho tôi dựa vào. Hôm qua uống say, tôi có làm mầm ý cả lên. Tuy nhiên, không phải là tôi không nhớ gì cả, chỉ là ký ức còn mơ hồ quá mới mẻ. Có anh săn sóc, lo lắng, làm cho lòng của tôi thấy ấm áp. Không có việc gì đâu, uống say làm loạn lên đều là chuyện bình thường. Anh nhẹ nhàng bâng quơ, sợ khiến cho tôi thêm xấu hổ. Tôi giơ tay, xốc chăn lên, chuẩn bị đi rửa mặt, thì kinh ngạc phát hiện ra ngón tay giữa của mình bị băng lại, to như cái chân voi, rất giống như bị thương nặng. Tôi chỉ còn nhớ trước khi đến khách sạn, Hải Kỳ và tôi mua quần áo mới. Tôi vừa đi làm ẩm ý, sau đó tôi cũng thay được quần áo sạch vào. Còn tiếp theo đã xảy ra chuyện gì? Em bị thương à? Tại sao trong đầu không nhớ gì cả? Chảy máu cũng không thấy đau. Hải Kỳ không hiểu ý nên nói. Trước khi em ngủ, anh sợ em đụng vào vết thương nên giúp em băng bó lại. Nhưng em cứ quậy ầm cả lên, cho nên anh chỉ đem băng gạc bó lại như vậy. Tôi phì cười. Anh vừa nói xong, tôi đã đứng dậy nhìn anh hét lên. Ăn cướp không được lấy nhẫn của tôi. Sau đó còn giả bộ quăng cho anh một bàn tay. Anh cất tiếng cười ha ha. Tiếng cười của tôi cũng làm cho Hải Kỳ nở nụ cười thoải mái. Ăn bữa sáng đi rồi chúng ta đi về nhà. Cả đêm hôm qua em không về, khẳng định gia đình em sẽ lo lắng lắm đấy. Hải Kỳ nhận bát cháo từ nhân viên phục vụ, khi thanh toán tiền cũng thuận tiện mở lại máy điện thoại di động. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi vui vui vẻ vẻ
ngồi xuống cùng anh ăn chén cháo. Tôi tháo chiếc băng gạc ra, nhưng vẫn đeo chiếc nhẫn bằng nắp bia. Anh nhìn thoáng qua chiếc nhẫn, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh muốn nói đêm qua, chỉ vì dỗ dành em nín khóc mà cầu hôn thì không có ý nghĩa gì, phải không? Tôi cười đùa nhướng mắt, thay anh nói ra lời muốn nói. Anh im lặng. Làm ơn đi, yên tâm nào, em không có mê trai như vậy đâu. Sau khi hết cơn say, em sẽ tự động quên đi chuyện này. Nghĩ lại hành động đêm qua của mình, tôi vừa khóc vừa làm ầm lên, quả thật xấu hổ quá. Cảnh tượng đó tuyệt đối rất giống với tiết mục ép người nghe hát. Nhưng không biết vì sao, tôi vẫn không tháo chiếc nhẫn này xuống. Có lẽ ở trong lòng tôi, nó như một giấc mơ yên ổn. Đêm qua em uống thật say. Rốt cuộc Hải Kỳ cũng mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp. Nhưng anh không có say cho nên cầu hôn với em là sự thật. Á, tôi mở miệng thật lớn, một cử chỉ phản ứng quá bất ngờ. Chờ em hoàn toàn tỉnh rượu hiểu rõ rồi thì cho anh một câu trả lời thuyết phục nhé. Anh nhún nhún vai, kiên trì chờ câu trả lời tỉnh táo của tôi. Vâng, tôi cúi đầu, cầm lấy cái thìa, khuấy vào chén cháo. Trong tâm trạng rối loạn, quả thật tôi sợ hãi mình không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Bầu không khí đang trầm mặc thì tiếng chuông điện thoại của Hải Kỳ vang lên. Vừa mới nhấn nút trả lời thì đầu dây bên kia đã chuyển đến tiếng nói lo lắng của Nhược Hàm. Anh trai à, anh đi đâu vậy? Điện thoại của Hải Kỳ phát ra tiếng động lớn mà trong phòng khách sạn lại rất im lặng, cho nên hai người đối thoại với nhau tôi đều nghe rõ. Anh ở khách sạn XX, đang chuẩn bị đi về nhà. Khách sạn XX, anh ở cùng với YY. Đầu dây bên kia chuyển tới tiếng kêu kinh hãi, rồi tiếng Nhượng Hàm gọi tên của Bắc Bắc. Hải Kỳ im lặng, không có phủ nhận. Đầu dây bên kia vọng đến tiếng nói Nhượng Hàm. Lần đầu tiên mất bình tĩnh. Anh trai, hai người làm sao có thể? Đêm qua, Dịch Bắc tìm YY, gấp đến độ sắp điên rồi. Em chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy. Anh trai à, anh mau về đi. Nửa đêm hôm qua, cha và mẹ nhỏ ở bên Pháp mới trở về. Còn Dịch Bắc đã lại nhà chúng ta, thật lật từng cửa phòng, từng phòng tìm người. Anh đang tức giận lắm đấy. Anh nên cẩn thận một chút đi. Hải Kỳ cúp điện thoại, nhìn tôi đăm chiêu. Bắc Bắc đến nhà của anh tìm người. Đây là phong cách làm việc của Bắc Bắc sao? Nếu nói là ý đằng diệu thì tôi còn có thể tin tưởng một chút. Em về nhà trước đi, anh cũng phải về nhà xem sao đã. Hải Kỳ lập tức ra quyết định thật nhanh. Em và anh cùng đi về nhà anh thử xem. Tôi không chút do dự, muốn đi theo anh. Không, em về nhà trước đi, anh kia chỉ lặp lại. Không cần, tính quật cường của tôi trỗi dậy. Em về nhà trước đi. Không biết tại sao, anh không muốn tôi đi đến nhà anh lúc này. Không phải cha mẹ anh bên Pháp bay về để gặp mặt bạn gái của con trai mình sao? Anh trai, em có thể còn ở nhà anh, em muốn đi qua đó trước. Ảo não đứng dậy, anh cũng cảm giác được thái độ của Hải Kỳ có chút khác thường. Tôi và Hải Kỳ vừa bước vào đến cửa biệt thự, thì tiếng rống giận từ phòng khách chuyển tới. Thôi Hải Kỳ, con bước vào đây cho cha. Nhược Hàm đã chạy từ bên trong thật nhanh ra ngoài giữ chặt lấy chúng tôi hỏi. Dịch Bắc tìm hai người đó có gặp nhau chưa? Thấy chúng tôi lắc đầu, cô ấy liếc mắt một cái liền kinh ngãi nói. Anh trai ơi, thảm rồi, cha đi lấy ra Pháp ra rồi. Em không nên gọi anh trở về lúc này. Anh đi trước đi, khi nào cha hết giận thì quay trở về cũng không muộn. Ra Pháp? Tôi có nghĩ cũng nghĩ không ra được. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Hải Kỳ làm sai cái gì? Cho dù có làm sai chuyện gì đi chăng nữa thì đối với một người đàn ông hơn 30 tuổi mà phải lấy ra Pháp ra trừng trị sao? Hải Kỳ cười khổ, vỗ vỗ tay của Nhược Hàm an ủi cô ấy. Có thể thấy rằng ở trong lòng anh đã sớm đoán được chuyện này. Anh buông tay tôi ra rồi đi thẳng vào trong. Con quỳ xuống cho cha. Đứng trước mặt chúng tôi là một người đàn ông trung niên khoảng 60 tuổi, vẻ mặt uy nghi, khí thế khiếp người, hoàn toàn ra dáng một người chủ nhà quyền uy.
Con trai đã 30 tuổi rồi, anh còn bách bắt con quỳ cái gì chứ? Một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt hiền lành, mở miệng làm dịu bầu không khí. Tuy nhiên cũng không thể làm cho cha của Hải Kỳ bớt giận. Mẹ nhỏ, không sao đâu ạ. Hải Kỳ nghe theo lời cha, tiến lên phía trước, quỳ xuống mặt đất. Cha của anh không cần hỏi han phân trần gì, ngay lập tức giơ chiếc roi mây lên, quất thẳng lên trên. Á, tôi bất giác kinh sợ phát ra tiếng. Chưa từng thấy qua loại gia pháp nào làm cho người ta choáng váng sợ hãi như vậy. Tiếng hét kinh hãi của tôi làm cha của anh khựng lại, vì biết anh đang có người ngoài ở trong nhà. Lúc này chiếc áo sơ mi màu lam nhạt của Hải Kỳ đã thấm một ít máu nhạt. Nhược Hàm cũng tiến nhanh lên phía trên quỳ xuống, mở miệng bảo vệ anh trai. Cha, anh trai không có làm gì sai, cha đừng làm như vậy mà. Cô ấy gấp đến mức sắp bật khóc. Không có làm chuyện gì sai sao? Chẳng lẽ cho đến khi xảy ra chuyện giống như con thì mới gọi là sai à? Ông thôi lên tiếng ngăn cả lời xin xỏ. Chiếc roi mây lại liên tiếp đánh lên người của Hải Kỳ. Mỗi một lần hạ roi xuống đều rất mảnh tay. Nhìn Hải Kỳ thẳng lưng chịu đựng, không dám dê la một tiếng, tôi lo lắng lại đau lòng, nhưng cũng không biết phải làm sao. Cha bình thường dạy dỗ con như thế nào? Từ sau chuyện của em gái con đã cam đoan với cha những gì? Cơn giận của cha anh không hề giảm, mà chiếc roi mây đánh xuống cũng chẳng nương tay. Giữ mình trong sạch, trước khi kết hôn sẽ không đưa phụ nữ lên giường, tuyệt đối không làm con gái người ta to bụng. Đưa phụ nữ lên giường, không làm cho con gái người ta to bụng. Cái này không phải nói tôi là... Con không có. Hải Kỳ rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Còn dám nói không có, đã thuê chung phòng ngủ qua đêm, còn dám dối gạt cha. Khẩu khí của ông vẫn tức giận, nhưng chiếc roi mây cũng từ từ dừng lại, đồng nghĩa với việc ông tình nguyện nghe con trai. Thuê phòng ngủ qua đêm, anh bị đánh oan rồi à, thật uất ức quá mà. Đêm qua, ngay cả ngón tay út của tôi, Hải Kỳ cũng chưa có chạm qua. Tôi cuối cùng cũng đã hiểu rõ ràng, tình huống này liền đi nhanh đến, che trước mặt Hải Kỳ, giải thích. Bác trai, bác đã hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Đừng nói cho bác biết là cái tên con trai xấu xa này mang cháu đi thuê phòng chỉ đơn giản để nói chuyện phiếm thôi nha. Ông thôi hử lạnh. Là do cháu uống rượu hơi say cho nên nôn mửa trên người anh ấy, chúng cháu đều cần thay quần áo thôi ạ. Không có. Lời giải thích thật là khó khăn, ngay cả tôi nghe cũng cảm thấy thật buồn cười. Uống say, nó dám chúc rượu làm cháu say. Không ngờ cha anh vừa nghe đến đó càng thêm tức giận. Nói cách khác là vì sao cháu không thể về nhà thay quần áo? Tôi há hốc miệng, thở một hơi dài, không biết trả lời như thế nào. Nói rằng vì tôi không muốn về nhà, vì tôi không muốn gặp anh trai của mình, vì hôm qua là ngày kỷ niệm của đứa con chưa kịp chào đời, vì đêm qua tôi đau khổ đến sắp chết. Một loạt các câu trả lời như thế mà tôi lại không mở miệng được và cũng không thể nào có thể nói ra thành lời. Cháu, tôi vừa định mở miệng thì bị Hải Kỳ ngắt lời. Từ cha, mang Y đi thuê phòng là con sai. Cha muốn phạt con, đánh con, đều nhận hết. Hải Kỳ nhận hết lỗi về mình, không muốn tôi đem sự khó nói, phô bày trước mặt người khác. Cuối cùng cũng đã nhận tội rồi. Ông thôi giận điên người, cười lạnh, bắt đầu giơ chiếc roi mây lên. Xin khoan đã. Tôi vội vàng mở miệng ngăn lại. Phương pháp duy nhất nghĩ đến làm cho anh khỏi phải bị đánh liên tiếp này là... Thưa bác trai, đêm qua Hải Kỳ cầu hôn với cháu và cháu cũng đã đồng ý rồi. Chúng cháu đã có hôn ước, cho dù có xảy ra, quan hệ trai gái cũng là hợp tình, hợp lý, có phải không ạ? Ý nghĩ của ông thôi, tôi đã hiểu. Hẳn là vì con gái của mình đã trải qua những chuyện đau khổ như vậy, cho nên ông đối với con trai mới có yêu cầu nghiêm khắc như thế. Lời nói của tôi vừa dứt, tất cả mọi người trong nhà đều thất thần, bao gồm cả người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng vừa mới đẩy cửa bước vào. Người đó cứng đờ cả người ở trước cửa. Hải Kỳ kéo tôi lại, ý bảo tôi không cần quá xúc động. Tôi mỉm cười lắc đầu, dùng ánh mắt nói cho anh biết quyết định này cũng không phải xúc động. Có hôn ước đương nhiên là khác rồi,
Hải Kỳ sẽ có trách nhiệm và giải thích chuyện đêm qua với Dịch Bắc. Có việc vui này, cha cảm thấy rất vui vẻ. Ông thôi thở dài một hơi nhẹ nhõm, thả chiếc roi mây trong tay ra. Mau đứng dậy đi, mẹ nhỏ và Nhược Hàm cùng nhau chạy đỡ lấy Hải Kỳ đứng dậy. Hải Kỳ giật mình mới nhận ra mình bị thương, đau đến méo miệng. Tháng sau nhé, tháng sau, cha sẽ tổ chức ôn lễ cho các con. Hôm nay cha đi chọn nghề tốt trước đã. Con dâu à, tháng sau được không? Mặc dù thời gian vội vàng, nhưng cha hứa sẽ tổ chức đám cưới thật long trọng. Ông thôi hưng phấn đứng dậy. Cha, ánh mắt Hải Kỳ có chút do dự. Dĩ nhiên trong tình thế này, anh không thấy kinh ngạc, anh chỉ cảm thấy hình như tôi không có lo lắng gì. Vâng, bác trai, làm đơn giản một chút là được rồi. Tôi mỉm cười đồng ý. Quên đi tất cả trong quá khứ, quên đi tất cả nỗi đau thương, hãy để cho tình yêu tan thành mây khói. Mọi thứ đều quên hết đi, chấp nhận lấy người đàn ông này là từ nay về sau, tôi sẽ dành hết mọi yêu thương cho chồng của mình. Kiên quyết của tôi rốt cuộc đã thuyết phục được Hải Kỳ, anh nhếch môi nhìn tôi nở một nụ cười. Không cần phải gánh trách nhiệm. Ngoài cửa, bỗng nhiên chuyển đến một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, không phù hợp với bầu không khí đang vui sướng nơi đây. Tôi chấn động, xoay người lại thì nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Bắc Bắc đã che kín tơ máu. Đồng thời, tôi cũng phát hiện Nhược Hàm đứng ở một bên, không nói một lời chúc phúc nào, chỉ lo lắng nhìn chăm chú vào chúng tôi. Quyển 6, chương 9. Nụ hôn như gió xuân. Không cần phải gánh trách nhiệm. Bắc Bắc lặp lại lời mình nói một lần nữa, đôi mắt đã che kín tơ máu, nhìn chằm chằm trong nháy mắt, không nháy mắt vào tôi. Trong ánh mắt của anh chứa đầy tổn thương, đau đớn. Trái tim của tôi trào lên một cơn đau không thể gọi tên. Dịch Bắc, ý của cháu là gì? Ông tôi ngạc nhiên hỏi. Bây giờ đã là thế kỷ 21, đàn ông và đàn bà có xảy ra chuyện tình một đêm cũng là bình thường, có gì phải gọi là gánh trách nhiệm. Ngữ khí của anh vẫn rất dễ nghe, một loại dễ nghe cố ý. Ông thời thở một hơi khó lạnh toát, khó tin, nhìn chằm chằm Bắc Bắc, giống như không thể nào tin người mình vừa mới nói những lời kia xuất phát từ miệng của một người tuổi trẻ mà ông rất thưởng thức. Mặc kệ ông thôi đang biểu hiện sự kinh ngạc tột độ ra sao, anh chậm rãi bước đến bên cạnh, kéo tay tôi vô cùng mệt mỏi nói, Y, chúng ta về nhà đi. Anh trai, đêm qua em... Nhìn thấy anh vì tìm tôi mà cả một đêm không ngủ, lời nói nghẹn lại trong cuống họng, muốn nói mà thốt không ra lời. Đừng nói nữa. Anh nhẹ giọng ngăn tôi lại. Xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng, chỉ cần em trở về là tốt rồi. Vì sao tôi lại cảm thấy chua xót như thế này? Dịch Bắc này, có chuyện gì mà mọi người không thể đem ra bàn bạc với nhau hả? Có phải cho cảm thấy bất mãn chuyện Hải Kỳ đã từng kết hôn qua nên không muốn gả em gái ra ngoài? Nếu là chuyện này, thôi ra có thể giải thích mà. Ông thôi nóng này. Bác trai, không cần phải bàn bạc chuyện gì cả, Y không gả cho Hải Kỳ được. Giọng của Bắc Bắc không kích động nhưng rất lạnh lẽo. Dịch Bắc, chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau một chút không? Hải Kỳ nhíu mày nói. Không có chuyện gì để nói cả. Bắc Bắc xoay người kéo tôi chuẩn bị rời đi. Bước chân của tôi đông cứng lại, không thể bước đi theo anh. Dịch Bắc, tại sao không có chuyện gì để bàn bạc chứ? Có thể trong bụng em gái của cháu đã có con của Bắc Kỳ, Hải Kỳ nhà bác rồi. Nghe ông thôi nói xong, tay Bắc Bắc đang kéo tôi bỗng nhiên lạnh cứng. Một lúc lâu sau, anh mới khó khăn nói ra. Nếu thật sự Y đã mang thai, cháu tình nguyện nuôi nấng đứa bé ấy khôn lớn. Ông thôi nghe vậy, vừa tức giận, vừa vội vàng nói. Tại sao cháu có thể cố chấp như vậy? Thôi ra và Trầm ra, hoàn cảnh tốt xấu ra sao cũng là ngang hàng mà. Huống chi, Hải Kỳ nhà bác có thể chịu được như vậy sao? Từ nhỏ, Hải Kỳ đã là một đứa bé có bờ vai che chở tốt. Nó nhất định sẽ đối xử tử tế với em gái cháu. Nó nhất định vất vả mới thích người khác một lần nữa. Dịch Bắc, cháu không thể tác thành cho hai đứa nó sao? Lời nói cuối cùng của ông thôi đã mang hàm xúc khẩn cầu thấy rõ. Cha, xin cha đừng nói nữa. Hải Kỳ luôn nhẫn nhịn,
cũng bắt đầu nổi nóng. Anh nhìn thẳng vào mắt của Bắc Bắc hỏi, Dịch Bắc, cậu rốt cuộc là bất mãn tôi chỗ nào? Tôi luôn tự nhận, chúng ta dù không phải thâm giao, nhưng cũng là bạn bè. Tôi muốn cưới Y Y, cậu nhất định phải làm như vậy sao? Đôi mắt của Bắc Bắc lúc này rất lạnh lùng, ngữ khí rất lạnh lẽo, cũng chưa bị ảnh hưởng bởi lời nói tức giận của Hải Kỳ. Hải Kỳ, tôi từng thật sự cảm kích anh, ở mỗi giai đoạn khó khăn đã giúp đỡ tôi. Trong lòng tôi cũng thật tình xem anh là một người bạn tốt, nhưng Y Y không thể gả cho anh, bởi vì cô ấy không phải là em. Anh trai đừng nói nữa, tôi ngắt lời Bắc Bắc. Trong lúc tay anh đã thả lỏng ra, tôi nhẹ nhàng rời tay mình khỏi tay anh. Tôi cúi đầu, hạ mắt xuống, làm vẻ mặt phức tạp, không thể để cho người khác nhìn thấu lòng mình. Anh trai, Hải Kỳ, hai người đừng tranh cãi nữa. Em đã 24 tuổi rồi, có đủ bản lĩnh để gánh vác trách nhiệm cuộc đời mình. Nói ra những lời này, không biết vì sao, trái tim của tôi đau đớn đến tê dại. Anh trai à, em quyết định sẽ cùng Hải Kỳ kết hôn. Những lời này nói xong, thế giới của tôi đã hoàn toàn đổi khác, bởi vì đâu đã quên hết tất cả mọi thứ, đâu có thể chỉ làm anh em. Trái tim vẫn đau như ai chạ sát, đau đến không còn cảm giác gì, đau đến ngũ quan đều mất đi chi giác. Quanh mình, Bắc Bắc đã lảo đảo, rời đi khi nào? Quanh mình, ông Thôi đang nhiệt tình, nói những gì mà vẻ mặt tôi chỉ có đờ đẫn. Quanh mình, mẹ nhỏ kéo tay tôi, dặn dò cái gì mà tôi không hề hay biết. Quanh mình, Hải Kỳ hỏi cái gì tôi cũng chỉ đờ đẫn, gật đầu hay là hoàn toàn không còn biết gì cả. Y Y, Nhược Hàm giữ chặt tay tôi muốn nói lại thôi, ánh mắt cô ấy phức tạp, do dự. Dịch Bắc, đối với em, chị đều hiểu được, chẳng lẽ em thật sự không hiểu sao? Hiểu được cái gì? Tôi mở mịt như đang trong đám sương mù dày đặc. Tôi là thật sự không hiểu rõ hay là không dám hiểu? Đêm qua anh ấy cả đêm không ngủ, đi tìm em khắp nơi, chạy tới chạy lui nhà chị rất nhiều lần. Y à, em đối với anh ấy còn giống như năm xưa hay không? Nếu còn, xin em đừng làm tổn thương anh ấy nữa. Nếu không còn, xin em cũng đừng làm tổn hại đến anh trai của chị. Đôi mắt của Nhược Hàm chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Chị biết lời của chị thật mâu thuẫn, nhưng mà hai người họ đều là những người đàn ông tốt. Tôi bất động đứng im, tôi chưa từng nghĩ sẽ tổn thương đến Hải Kỳ, nhưng Bắc Bắc, tôi làm tổn thương anh rồi sao? Anh một đêm không ngủ, lo lắng đi tìm tôi khắp nơi, mà tôi lại bốc đồng, hết lần này tới lần khác, không nhận điện thoại của anh. Tôi còn là người yêu anh để không biết gì nữa, đồng tử y sao? Trái tim quặn đau như ai xẻ xéo. Anh trai, tôi nhìn xung quanh bốn phía, muốn giải thích cùng anh, nhưng anh không còn ở đây nữa. Không biết anh ấy đã đi đâu rồi, chắc đã đi về bệnh viện. Nhược Hàm cắn môi, nói cho tôi biết, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. Trong lòng tôi hoảng hốt, vội vàng gọi điện thoại cho anh. Xin lỗi quý khách, số mấy quý khách vừa gọi hiện tại đã tắt máy. Giọng nói máy móc của nữ điện thoại viên không ngừng lặp lại. Tôi lo lắng, gọi điện thoại đến văn phòng làm việc của anh cũng không có bắt máy. Tôi cứ gọi, gọi đi gọi lại liên tiếp không ngừng. Cuối cùng thì cũng có một nữ y tá nhận điện thoại. Bác sĩ Trầm à, buổi sáng anh ấy có một bệnh nhân phải phẫu thuật não nên anh ấy mới vào phòng giải phẫu rồi. Cô y tá nói cho tôi biết tung tích của anh. Lòng của tôi rốt cuộc thả lỏng xuống, trái tim cũng trào lên niềm bất mát. Không có bất kỳ kẻ nào, bất kỳ sự việc gì có thể ảnh hưởng đến anh, trong đó bao gồm cả tôi. Tôi về đến nhà thì sắc trời cũng đã tối. Cha mẹ của Hải Kỳ là những người thật thân thiện. Họ dường như ước gì ngày mai chính là hôn lễ. Vừa giúp Hải Kỳ săn sóc những vết thương, vừa phải trả lời những câu hỏi của cha mẹ anh, làm tôi thật sự mệt muốn chết đi. Vừa mở khóa đẩy cánh cửa, tôi kinh ngạc phát hiện trong nhà đã bốc lên một loại mùi không nên tồn tại. Không khí trong nhà nồng nặc mùi của rượu bia. Lòng tôi hoảng hốt. Tách một tiếng, công tắc đèn mở lên, ánh sáng của bóng đèn chiếu rọi căn phòng khách. Bắc Bắc đang nghiêng ngả nằm trên thảm của phòng khách. Tấm thảm màu trắng như tuyết bị nhuộm thành màu hồng do rượu đổ đỏ lên đập vào mắt của tôi.
Anh ngã vỏ chính giữa tấm thảm, với khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, đôi môi mím lại, và vài vỏ chai rượu đỏ lầm lặng lặng u buồn lăn lóc bên cạnh anh. Bác bác, một túi đựng đồ dùng sinh hoạt vừa mới mua trong siêu thị rơi xuống đất. Lòng tôi kinh hãi, đi nhanh về phía người có khuôn mặt tái nhợt đến trong suốt đang nằm trên tấm thảm kia. Trong ấn tượng của tôi, bác bác không có uống rượu bao giờ. Anh luôn nói rượu bia là thứ chất độc cao cấp, không có gì để ham thích. Nhưng nhìn khuôn mặt không hề có chút máu nề, dường như tố cáo anh đã uống rất nhiều loại độc dược ấy. Bác bác, tôi kinh ngạc gọi tên anh, lòng nóng như lửa đốt, can đảm bị triệt tiêu. Bị tôi lay động mạnh, rốt cuộc anh cũng từ từ mở mắt ra, rồi bỗng dưng đè cánh tay của tôi. Ánh mắt tán loạn bông lung như mang theo một tầng sương khói hư ảo. Y nói cho anh biết đi, em có yêu anh mà, phải không? Tôi thở một hơi như tiếng thở dài, từ trong nội tâm sâu thẳm phát ra đau thương, khổ sở. Tôi cứng miệng, không thể trả lời. Thì ra, chỉ có một mình tôi là vẫn sống trong những kỷ niệm xưa cũ. Anh say, anh nói chuyện giống như nói với không khí, khóe mắt rớt ra một giọt nước mắt mà cũng không biết được. Tôi từng nghĩ rằng đồng từ y yêu trầm dịch bác mãi mãi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thì ra trên thế giới này không có cái gì là mãi mãi, cũng không có tình yêu vĩnh viễn, không thay đổi. Anh đau thương như vậy, rõ ràng là không tỉnh táo. Tôi ngã ngồi bên cạnh, lặng lặng nghe lời tâm sự của anh. Tôi nghĩ làm người anh trai chỉ là tạm thời, không nghĩ là vĩnh viễn. Vẻ mặt của anh yếu ớt, giống như chiếc ly bằng thủy tinh tan vỡ. Tôi đưa tay run run xoa nhẹ trên gương mặt đau thương của anh mà tan nát cõi lòng. Tay của tôi không ngừng run rẩy, sờ soạng lên hàng lông mi, đôi môi, sóng mũi của anh. Mỗi một bộ phận đó đã khắc họa sâu ở trong lòng tôi. Bỗng nhiên, anh hất tay tôi ra. Tôi mất thăng bằng, ngã lên trên người anh. Tay chân tôi luống cuống định ngồi dậy thì đã bị anh úp chặt vào ngực. Đừng đi, đừng đi. 4 năm trước đừng đi, bây giờ càng đừng nên đi. Cầu xin y y. Lời cầu xin hèn mọn, tuyệt vọng trong giọng điệu dễ dụa. Bắc Bắc đã hoàn toàn bất lực như vậy là hình ảnh mà tôi chưa bao giờ gặp qua. Tôi luôn thấy anh bình tĩnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đột nhiên anh cúi xuống, hôn nồng nàn lên đôi môi mềm mại của tôi. Vòng tay ôm chặt tôi vào lòng như muốn đem toàn bộ cơ thể của tôi và thân thể của anh hòa làm một. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tôi, giống như muốn hôn trái tim của tôi, tình yêu của tôi và những câu tự hỏi của tôi. Nụ hôn của anh như làn gió xuân, như đốm lửa nhỏ, từng tấc một đốt cháy ý chí của tôi. Quyển 6, chương 10, anh trai. Mùi hương nồng đậm của rượu từ đầu lưỡi anh đang tiến công, khai mở hàm răng của tôi. Tôi bất động ngồi đó, để mặc anh hôn, cả người mềm nhũn, tùy ý để anh xoay người, lấy thân thể thon dài của mình nằm đè lên thân thể mềm mại của tôi. Tôi không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, cho đến khi trước ngực có một luồng khí mát lạnh thổi vào, tôi mới giật mình phát hiện nửa thân trên đã hoàn toàn trần trụi. Vật đàn ông cương cứng phía dưới hạ thân của anh, nóng rực như thiêu đốt, đang cọ sát nơi mẫn cảm của tôi, như muốn tách bỏ quần áo cả hai để tiến vào. Tất cả lý trí lúc này đều bị dục vọng dẫn đường. Tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì thì đã quá rõ ràng rồi. Em không muốn. Tôi đè tay anh lại, kinh hãi hét ra. Trái tim tôi đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong nháy mắt, dục vọng của anh chìm xuống rồi tiêu tan nhanh chóng. Anh ngước lên, ánh mắt lờ đờ vì say, nhìn mông lung nhưng đôi mắt vẫn trong veo như cũ. Anh cười nhạt, giống như đã chờ nghe câu em không muốn rất lâu rồi. Lại giống như anh đã biết sẽ có câu em không muốn từ lúc muốn vào bên trong tôi. Từ trước tới nay, tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như lúc này của anh. Đó là nét mặt của đau thương tuyệt vọng, của trái tim tan nát, của tình yêu chết lịm. Tôi với tay lấy chiếc áo khoác che giấu nửa thân trên trần trụi của mình, muốn mở miệng nói cái gì đó mà nghẹn lời không biết nên nói cái gì.
Anh từ từ đứng dậy, lùi ra khỏi cơ thể của tôi. Anh đứng cũng không vững, chưa bước đi được mấy bước đã té ngã trên mặt đất, té ngã trên túi đồ dùng tôi mới mua từ trong siêu thị về. Gói băng vệ sinh từ trong túi ni lông lăn ra bên ngoài. Anh ngồi dưới đất nhìn chằm chằm vào gói băng vệ sinh kia, trên mặt anh biểu hiện kỳ quái, tựa như anh đã được một thứ gì đó làm cho tỉnh táo hẳn. Anh khẽ cất tiếng cười thê lương, nói: "Em quả thật đã yêu Hải Kỳ rồi." Vì yêu Hải Kỳ cho nên không đành lòng nhìn anh ấy bị đòn roi quất đen da thịt. Vì yêu Hải Kỳ cho nên dù không xảy ra quan hệ xác thịt cũng tình nguyện thừa nhận có hôn ước với anh ấy. Đã không còn yêu anh nữa cho nên không chấp nhận cho anh đụng chạm vào người mình, cho nên mới nói với anh là em không muốn. Bác Bác nghĩ là như vậy. Vì thế tiếng cười của anh bỗng nhiên vượt qua tất cả mọi cảm xúc. Đó là tiếng cười của tiêu tan, của buông xuôi và của giải thoát hoàn toàn. Tôi há hốc miệng muốn nói nhưng lời nghẹn lại trong yết hầu, không làm cách nào để phát ra tiếng được. Tôi nên nói gì đây? Nói với anh rằng khi cô nói em không muốn lúc nãy không phải vì nghĩ đến Hải Kỳ, mà bởi vì tôi có kinh nguyệt trong người nên không thể ân ái với anh. Nếu mở miệng nói ra những lời này, chỉ sợ ngay cả chính tôi cũng phỉ nhổ bản thân mình. Thật xin lỗi em. Anh để lại một câu thật xin lỗi rồi loạng choạng đi vào phòng mình. Tiếng khóa cửa vang lên, tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng anh, bỗng dưng muốn nhào tới đẩy mạnh cửa ra, liều lĩnh hỏi anh: "Có phải vừa rồi anh thật sự muốn em không? Có phải anh yêu em không? Có phải hay không? Có phải hay không?" Tôi ngồi bật dậy, lo âu chạy đến cửa phòng của anh, giơ tay lên định gõ cửa. Tôi bỗng nhiên kinh ngạc, bàn tay từ từ hạ xuống. Câu trả lời nào chứ? Bây giờ tôi cần câu trả lời ấy sao? Mới buổi sáng hôm sau, tôi đã gật đầu đồng ý gả cho một người đàn ông khác. Bây giờ tôi có tư cách gì đi tìm câu trả lời từ anh nữa? Tôi đứng trước cửa phòng anh, dựa vào vách tường, cả người thất thần từ từ khuỵu xuống. Đêm nay lại là đêm mất ngủ, chỉ cách xa anh có một bức tường mỏng manh. Đêm nay cũng giống như đêm của nhiều năm trước, người trong phòng và người ngoài phòng, cả hai đều trắng đêm không ngủ. Trời gần sáng cũng giống như buổi sáng sớm của nhiều năm về trước, tôi nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi cửa phòng của anh. Tất cả đều xảy ra tương tự như vậy, nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại. Bởi vì buổi sáng sớm của nhiều năm trước, tôi nghênh đón là cuộc hôn nhân của chúng tôi. Còn buổi sáng sớm của nhiều năm sau, tôi nghênh đón chính là lỗi lầm. Nếu như tôi không ngừng cân nhắc, lưỡng lự, sau đó lại bất đắc dĩ phát hiện, cuộc đời luôn không như mơ ước. Đây chỉ là một giấc mơ, hay chỉ là hư ảo? Khi tia nắng sớm trong màn sương chưa tan hết, anh đẩy cửa phòng tôi bước vào, trên môi nở một nụ cười khe khẽ. "Thức dậy nào, anh đã làm bữa sáng rồi." Tiếng của anh lạnh nhạt điềm tĩnh, vẻ mặt anh trầm ổn tự nhiên. Tôi đứng dậy hoang mang, chẳng lẽ đêm qua thật sự chỉ là một giấc mơ mà thôi, không có sự mất kiềm chế, không có loại cảm xúc đau thương tuyệt vọng. Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo như hồ thu của anh. Đôi mắt anh chứa đựng nụ cười tao nhã, không pha lẫn tạp chất, không có tia do dự, không quá khó để nhận biết. "Nhanh lên, ra ăn cháo." Anh vén rèm cửa, đón tia nắng sớm vào phòng, rồi bước chậm đến bên giường, vuốt vuốt mái tóc ngắn của tôi. Cách cưng chiều yêu thương này giống như ngày xưa, thật sự giống như những ngày xưa cũ đó. Tôi xốc chăn lên, bước xuống giường. Trong lúc đi vào phòng tắm, tôi quay đầu lại nhìn anh. Anh đang chuyên tâm giúp tôi thu dọn chăn gối, giống như người anh trai vô tư chăm sóc người em gái. Trái tim tôi run rẩy từng hồi, mọi chuyện thật sự đã thành kết quả cuối cùng rồi. Ngay cả anh cũng chỉnh trang tình cảm của mình cho thật tốt. Chúng tôi mỗi người một chén cháo ấm, ngồi đối diện lẫn nhau, không có ai mở miệng nói chuyện. Tấm thảm lông dê màu trắng đã biến mất, không còn thấy nữa. Trong nhà cũng không ngửi thấy mùi của rượu bia. Nếu không phải là không khí trong nhà còn phảng phất mùi của hương rượu,
thì dường như chưa có gì từng xảy ra. Sau khi ăn xong, tôi muốn thu dọn chén bát, thì một bàn tay ấm áp giữ lên bả vai của tôi lại. Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy thì anh đang nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào. Anh có vài lời muốn nói với em. Tôi ngồi xuống ghế lặng lặng nhìn anh. Trong khoảng thời gian này, anh có nhiều hành động thô lỗ, khó coi quá, anh thật có lỗi. Em có rảnh thì hẹn Hải Kỳ ra ngoài đi, anh sẽ trực tiếp gặp mặt, nói với anh ấy tiếng xin lỗi. Anh nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười thuần túy, không chứa được bất kỳ tình cảm riêng tư nào. Anh quấy rầy hai người như vậy, nhưng hy vọng em đừng phiền lòng, mà hãy tiếp tục làm người thân của anh. Tôi cứng họng, muốn nói mà không thể mở miệng được. Vì sao trong giây phút này tôi lại khổ sở như sắp chết? Anh rút ra một tấm ngân phiếu để nói lại trước mặt tôi. Đó là tấm ngân phiếu trị giá 100 vạn tệ. Vì anh đã mua căn hộ này, cho nên cũng không có tích lũy được nhiều. Nếu tổ chức một hôn lễ xa hoa và mua sắm đồ cưới có thể thiếu một chút, nhưng anh sẽ nghĩ thêm cách. Ngữ khí của anh chứa đầy sự áy náy. Em không cần. Tôi đẩy tấm ngân phiếu trở lại phía anh. Lòng tôi quá chua xót, trái tim như đang bị cào xé. Vì sao phải đối xử tốt với tôi như vậy? Em nhất định phải nhận. Anh đẩy tấm ngân phiếu một lần nữa về phía tôi, giọng nói dứt khoát, không cho cãi lại. Tuy rằng Hải Kỳ là một người đàn ông tốt, nhưng nếu nhà mẹ đẻ giàu có một chút, mua sắm đồ cưới nhiều một chút, thì lúc gả đi, bạn bè thân thích của anh ấy mới không coi khinh em. Tôi cắn môi mình đi trắng bệnh, lòng phủ lên từng cơn hoảng hốt. Anh sẽ tìm một thời gian thích hợp để nói chuyện với mẹ. Phòng trước kia em ở, anh sẽ nói mẹ bài trí thêm. Ngày kết hôn, em sẽ từ Trầm ra mà lên xe đưa dâu về nhà chồng. Anh cười yếu ớt, nói cho tôi biết kế hoạch đã được sắp xếp. Ba mẹ cùng Tiểu Lệ và anh sẽ là người thân thích bên nhà gái tham dự hôn lễ. Bọn họ cũng là người thân của em, nếu không mời bọn họ tham gia, anh sợ người ta lại nói lung tung. Thấy tôi không nói được một lời nào, anh đành tóm gọn lại một câu. Anh sẽ thuyết phục được Thôi Gia tin tưởng. Trầm Gia chúng ta ít có lui tới với họ hàng thân thích nên mới vắng vẻ như vậy. Có thể chứ? Có thể mà anh trai. Một tiếng anh trai này tôi gọi so với quá khứ thật muôn vàn gian khổ. Bao nhiêu đấy thôi cũng đủ có thể, đủ có thể làm cho tôi xúc động rơi nước mắt. Vậy chúng ta quyết định như thế nhé. Anh mỉm cười đứng dậy, dọn chén bát đi vào nhà bếp. Trong nhà bếp vọng tới tiếng nói nhẹ nhàng của anh. Y à, em chờ anh một chút, anh sẽ đưa em đi làm luôn. Buông rơi tình cảm riêng tư, anh đem mình trở lại vị trí của một người anh trai. Không cần do dự, không cần dễ dụa, cuối cùng tất cả đều trở thành kết quả đã định. Quyển 6, chương 11. Bí mật của Bắc Bắc. Tất cả đã được an bài. Tôi có một vị hôn phu săn sóc chu đáo, lại có một người anh trai rất thương yêu. Tôi tự nói với mình rằng cuộc đời này của tôi đã quá mức hoàn mỹ rồi, không còn mong ước gì xa xôi nữa. Nhưng vì sao trái tim lúc nào cũng ê ẩm một nỗi đau mất mát? Hôm nay sau giờ làm việc, tôi có hẹn với Hải Kỳ đi mua đồ dùng cho đám cưới. Buổi chiều, tôi đến khu Bắc đưa văn kiện rồi có thể ra về luôn. Vì vậy, tôi đến trung tâm trị liệu của anh trước giờ hẹn. Đây là lần đầu tiên tôi đến chỗ của anh. Trung tâm trị liệu chiếm một khu mặt tiền lớn, trông rất xa hoa và nhìn rất chuyên nghiệp. Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới hết giờ làm việc. Hải Kỳ không thể ngồi trò chuyện với tôi, vì thế tôi cởi mở nói chuyện làm quen với chị thư ký của anh. Nơi này chúng tôi nhận bệnh nhân đều có lịch hẹn, hơn nữa là phải lấy hẹn trước ít nhất là 2 tuần. Bác sĩ Thôi thật lợi hại nha. Chị thư ký là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, tính tình rất thân thiện, tiếng cười rộn ràng của chị ấy làm người ta cảm thấy thật thân thiết. Cửa phòng trị liệu bật mở, Hải Kỳ mặc một bộ đồ nhàn nhã bước ra cùng một bệnh nhân. Ai lại tâng bốc tôi lên nữa đây? Chị đó, chị đang đẩy mạnh công phu khoa trương thêm một bước cao nữa rồi đấy. Có bạn gái bác sĩ Thôi ở đây, chắc hẳn
Tôi phải khen ngợi cậu nhiều hơn hai câu mới phải hả? Chị thư ký bỡn cợt anh. Hải kia nhìn đồng hồ rồi làm bộ như nghiêm túc nói. Chị Đỗ, chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa. Xin chị mỗi một giây, mỗi một phút mà tâng bốc tôi thêm đi. Bầu không khí rất thoải mái, mọi người đều cười ha, bao gồm cả người bệnh nhân mới đến. Trong suốt 8 tiếng làm việc, Hải Kỳ thật khôi hài, khác xa với bộ dạng trầm ổn của buổi tối. Hải Kỳ nói mỗi một người đều có mặt trái của cuộc sống. Anh là người sống nội tâm, ít nói chuyện. Anh thích làm đồ bếp cuốn sushi, thích hưởng thụ và chia sẻ cảm giác làm ra những sản phẩm tuyệt hảo đó. Người bệnh nhân kế tiếp đã đi vào văn phòng. Anh ngồi xổm trước mặt, nắm lấy tay tôi, ấy nấy nói. Nếu em thấy nhàm chán, vậy xuống phố dạo một lát đi. Tôi lắc đầu, nếu đi dạo phố chi bằng ở lại trong này. Để em ngồi đây, anh không có yên lòng. Anh cười thật ấm áp, cũng không sợ lỗ tai nhẹ bén của chị Đỗ nghe lén được. Anh lấy tay, vỗ vỗ lên hai má của tôi, làm tôi mắc cỡ, mặt đỏ ửng lên. Sau đó, anh đứng dậy, nhận hồ sơ bệnh nhân từ tay của chị thư ký, nhìn thoáng qua, rồi nhíu mày nói. Chị Đỗ lấy sai hồ sơ rồi, bệnh nhân này và bệnh nhân kia trùng tên với nhau. À, lấy nhầm hồ sơ rồi sao? Chị thư ký chạy lại nhìn qua tên trên hồ sơ rồi kiểm tra tư liệu. Hồ sơ của bệnh nhân này số 045 thuộc nhóm khách hàng đầu tiên của trung tâm. Chị tìm hồ sơ 045 đi rồi mang qua gấp nhé. Tôi đi vào tán gẫu với bệnh nhân một lát. Khả năng ghi nhớ của Hải Kỳ thật kinh người. Chị thư ký bận rộn tìm kiếm tư liệu, kéo từng sấp hồ sơ nặng nề ra xem xét, rồi rút ra một hồ sơ chạy nhanh đưa cho Hải Kỳ. Bởi vì quá gấp, cho nên chị ấy đem bộ hồ sơ lấy nhầm lúc nãy bỏ trên bàn. Ngồi ở bên cạnh chị ấy, tôi lơ đãng liếc qua đúng hồ sơ, thì như bị cả người sét đánh trúng. Trên một tập hồ sơ màu hồng, có viết rõ ràng hồ sơ bệnh án của Trầm Dịch Bắc. Hải Kỳ là bác sĩ tâm lý của Bắc Bắc. Tay chân của tôi co cứng lại, trong lòng như có một sợi dây vô tình nào đó làm cả người tôi run rẩy không ngừng. Đây là bí mật của Bắc Bắc, bí mật của Bắc Bắc. Xem, không xem, xem, không xem. Tôi lưỡng lự đến 3 giây sau đó quyết định xem. Tôi hít một hơi thật sâu, không chút do dự, kéo tập hồ sơ lại gần. Đập vào mắt tôi là nguyên nhân bệnh án, bị cưỡng hiếp, mang tính chất làm nhục. Đọc thấy nguyên nhân này làm cho ý nghĩ trong đầu óc tôi trống rỗng, từng giọt nước mắt rơi xuống. Tay tôi run rẩy đến nỗi cầm bộ hồ sơ không vững. Quả thật trước kia tôi từng nghi ngờ rằng Bắc Bắc đã gặp một số sự cố khó khăn nào đó, chỉ thật không ngờ sự việc lại quá nghiêm trọng như thế này. Con người Bắc Bắc sạch sẽ như thế, tại sao lại xảy ra chuyện tàn nhẫn như vậy đối với anh? Là ai cố ý phá hủy cuộc sống trong sáng của anh? Chuyện này xảy ra như thế nào? Người thích anh luôn có rất nhiều, rất nhiều. Chẳng lẽ ngoài những người này ra còn có kẻ tiểu nhân? Còn chưa xem xong đến trang thứ hai của bộ hồ sơ, tôi đã khóc không thành tiếng. Từng giọt nước mắt của tôi rơi trên mu bàn tay của một người. Bàn tay người ấy kiên định, đang ngăn cản tôi xem tiếp cái thế giới bí mật đang bị che giấu trong bộ hồ sơ kia. Y, em không thể làm loạn hồ sơ của anh lên như thế. Hải Ký luôn là người ôn hòa, giờ đây tiếng nói đã mang theo chỉ trích nghiêm túc. Đứng phía sau anh còn có vẻ mặt hoảng sợ của chị thư ký. Tôi giật mình, ngước lên ngơ ngẩn nhìn Hải Kỳ, chỉ là nước mắt không thể ngừng rơi trên mặt. Anh dùng sức rút bộ hồ sơ trong tay tôi ra, nhưng tôi không buông tay để cho anh lấy đi. Chúng tôi không ai chịu nhường ai, giằng co muốn cầm lấy bộ hồ sơ. Y, bệnh nhân có những bí mật riêng của bệnh nhân. Nước mắt của tôi cũng không thể làm cho giọng nói của Hải Kỳ ấm lại. Anh cố sức dịu dàng an ủi khuyên giải tôi. Đó là anh trai của em muốn biết, em muốn biết tất cả. Trong tầm mắt mơ hồ đầy lẹ, trong óc của tôi hai chữ cưỡng hiếp không thể nào xóa được. Tay của tôi càng nắm chặt bộ hồ sơ, nắm chặt đến nỗi bàn tay đã trở nên trắng bệch. Nếu em là người thân của cậu ấy thì nghe lời anh đi. Y, thả tay ra. Hải Kỳ cao giọng nói, tại sao bệnh nhân lựa chọn không đem bí mật riêng tư của mình nói cho người thân biết?
Đó là bởi vì họ muốn duy trì một phần tôn nghiêm của họ. Em muốn biết, em muốn biết. Tôi quật cường, thất thần kiên trì, giọng nói mỗi lúc mỗi nhẹ thêm. Nếu em biết rồi, sẽ làm như thế nào? An ủi cậu ư? Y y, đối với bệnh nhân mà nói, phương thức tự tại tốt nhất chính là người nhà của họ hoàn toàn không biết gì cả. Nếu em biết được, sẽ chỉ làm cho cậu ấy thêm khổ sở, làm cho cậu ấy tìm trăm phương ngàn kế để tránh né em. Nghe xong lời phân tích của Hải Kỳ, cả người tôi run lên. Tôi nhớ lại đêm hôm đó, tôi đã dùng cách nào để câu dẫn Bắc Bắc. Chính tay tôi một lần nữa đẩy anh vào cơn ác mộng tối tăm. Anh như con thú hoang tuyệt vọng, cả người yếu ớt khổ sở trong cơn mê sảng. Anh nôn mửa như muốn lôi cả lục phủ ngũ tạng của mình ra. Bắc Bắc của tôi. Tâm tính thiện lương của tôi đau, đau đến chậm rãi buông lỏng tay ra, người xổm xuống ôm lấy ngực. Tôi đầu hàng, tôi nhận thua, chân tướng sự thật không quan trọng. Quan trọng nhất chỉ là anh mà thôi. Nói cho em biết đi, bây giờ anh ấy ra sao rồi? Cả người tôi đau cho đến trời nghiêng đất ngả, tôi kéo áo của Hải Kỳ khổ sở hỏi. Cậu ấy rất tốt, y y. Vài năm gần đây, tình trạng tâm lý của cậu ấy điều chỉnh rất tốt, không cần lo lắng. Hải Kỳ ngồi xổm xuống, vuốt tóc an ủi tôi, thấy tôi quá đau đớn, làm cho anh lo lắng. Vì nguyên nhân này, cho nên khi đó, anh trai chỉ có thể chấp nhận đàn ông thôi sao? Vấn đề tôi đặt ra làm cho Hải Kỳ nhìn tôi đầy kinh ngạc. Hải Kỳ, xin anh, hãy trả lời em đi. Tôi kéo lấy ống tay áo của anh, khẩn cầu nói. Dịch Bắc không phải là người đồng tính, ít nhất anh cho là như vậy. Trên người cậu ấy từng xảy ra chuyện quá mức tàn nhẫn, dẫn đến chán đời, chán ghét phụ nữ, thậm chí có hành động trả thù xã hội. Những hành vi này đều coi là bình thường. Trong quá trình điều trị, tình cảm bị người khác lợi dụng, chỉ dẫn sai lựa chọn, làm người đồng tính cũng là chuyện thật bình thường. 4 năm trước đây, cậu ấy là nhóm khách hàng đầu tiên của anh. Câu đầu tiên mà cậu ấy nói với anh chính là cậu ấy muốn có cuộc sống của người bình thường, và ý chí của cậu ấy rất kiên định. Nếu cậu ấy là người đồng tính, chắc chắn sẽ không cho rằng cuộc sống trước mắt không phải trong phạm vi bình thường. Cho nên anh không đánh đồng Dịch Bắc với nhóm người đồng tính. Vậy bây giờ thì sao? Bệnh của anh ấy tốt hơn rồi, phải không? Hải Kỳ cười khổ. Anh thật sự không biết cậu ấy đã khỏi bệnh rồi hay chưa nữa. Nếu coi trị liệu là một lớp học, thì trước khi thi tốt nghiệp, cậu ấy đã bỏ học rồi. Ít nhất, đã hơn 3 năm nay, cậu ấy không có đến trung tâm để điều trị. Vậy làm sao bây giờ? Thi tốt nghiệp cái gì? Hải Kỳ, vậy anh trai của em làm sao bây giờ? Tôi nóng vội túm lấy Hải Kỳ, dùng sức lắc cánh tay anh. Hải Kỳ nhẹ nhàng an ủi tôi nói, có thể cậu ấy cho rằng không quan trọng nữa. Có lẽ nỗi ám ảnh trong lòng cậu ấy đã không còn ảnh hưởng lớn. Chính cậu ấy có thể tự mình vượt qua, không phải cậu ấy bây giờ rất khá sao? Y à, những chuyện này đừng nên quá cưỡng cầu. Đúng vậy, đừng quá cưỡng cầu. Trước kia tôi quá mức cưỡng cầu mới có thể để câu chuyện diễn biến thành như bây giờ. Nhưng mà... Hải Kỳ, xin anh hãy giúp anh trai của em đi. Nhưng anh không thể nào cưỡng ép cậu ấy được. Cậu ấy không muốn hoàn thành đợt trị liệu cuối cùng, anh không có biện pháp để thúc ép. Hải Kỳ lộ vẻ khó khăn nói. Đợt trị liệu cuối cùng? Tôi cầm lấy tay Hải Kỳ, thật kiên quyết khẩn cầu. Hải Kỳ, xin hãy giúp Bắc Bắc. Em muốn anh ấy sống thật bình thường, hoàn toàn tốt nghiệp đợt trị liệu này. Hải Kỳ nâng tôi đứng dậy, đỡ tôi đến ngồi trên sofa. Anh pha cho tôi một tách trà ấm, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được, anh sẽ liên lạc qua Pháp trước. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn ở chính trong tay cậu ấy. Tôi gật đầu thật mạnh. Vâng, cảm ơn anh, Hải Kỳ. Sau cùng, anh dặn dò tôi mãi. Y y, mặc kệ vừa rồi em đã đọc được bao nhiêu, hãy đem tất cả những chữ nhìn thấy được mà xóa sạch đi. Đó chính là phương pháp tốt nhất đối với Dịch Bắc. Tôi gật đầu, trong tay cầm tách nước trà, nhưng vẫn run rẩy không ngừng. Hải Kỳ thở dài, sờ sờ đỉnh đầu của tôi im lặng an ủi. Anh đi làm việc trước,
Vẫn còn một bệnh nhân cuối cùng, anh sẽ trở lại nhanh chóng thôi. Hải Kỳ không có cách nào ngồi lại bầu bạn cùng tôi, anh có việc, có đạo đức nghề nghiệp của anh. Anh liếc tôi một cái, rồi đem hồ sơ của Bắc Bắc giao cho chị thư ký dặn dò. Đem tập hồ sơ này bỏ vào tủ bảo hiểm đi. Chị thư ký nhận lấy bộ hồ sơ, bỏ vào cái tủ được bảo vệ bằng một chuỗi dãy số. Tôi đờ đẫn nhìn theo, bí mật của Bắc Bắc sẽ vĩnh viễn nằm trong bóng đêm. Trong văn phòng yên lặng một mảnh, chị thư ký nhiều lần quay đầu lại nhìn tôi đang ngồi ngơ ngác, nước mắt không ngừng tuôn ra. Chị ấy thở dài, pha giúp cho tôi thêm một tách trà rồi ngồi xuống. Chị có ấn tượng rất sâu sắc về người bệnh nhân đó, em có muốn nghe qua không? Chị ấy cẩn thận liếc nhìn xem có Hải Kỳ ở gần không, rồi nhanh chóng đóng cửa văn phòng lại. Trong lòng tôi như có ma quỷ ám, bất cứ thứ gì liên quan đến Bắc Bắc tôi đều muốn biết. Tôi gật đầu, hốc mắt lại rơi xuống những giọt nước mắt. Tôi là một người con gái hay khóc, ngoài biết khóc ra tôi cũng không giúp được thứ gì. Cậu thanh niên đó tướng mạo đẹp lắm, khí chất rất sạch sẽ, cho nên chị có ấn tượng rất sâu về cậu ấy. Về cơ bản, bệnh nhân thường lựa chọn không có giấu giếm bí mật nào với bác sĩ tâm lý của mình, nhưng không muốn lựa chọn bác sĩ chữa trị là người quen biết, cho nên chị rất kinh hãi khi biết cậu ấy và bác sĩ thôi là bạn bè thân quen nhau ngoài đời. Bác sĩ điều trị cho cậu ấy lúc đầu là bác sĩ Tống, không biết vì sao lại bỏ ngang, mà ngay cả hồ sơ ban đầu cũng không có lấy lại đây. Chị thư ký một bên vỗ tay an ủi tôi, một bên cẩn thận hồi tưởng. Khi đó, bác sĩ Thôi mới từ Pháp trở về nước mở trung tâm, có rất nhiều thủ pháp khám bệnh tiên tiến mà nhiều bệnh nhân không thể tiếp nhận được, nhưng cậu thanh niên đó thì khác. Cậu ấy nói, cậu ấy cần phương pháp trị liệu đạt kết quả nhanh nhất. Vì thế, cậu ấy lựa chọn phương pháp trị liệu rất hà khắc và rất gian khổ, đó là liệu pháp tái tạo lại tình cảnh như thật, thông qua hết các tình huống rất thật đó. Hồi phóng phương pháp thôi miên, làm điều sợ hãi nhất ở trong lòng đều giải phóng ra hết cho đến khi thích ứng với nỗi sợ hãi. Vài lần đầu tiên cậu thanh niên đó đi ra đều nôn mửa đến toàn thân rã rời như sắp chết, nhưng bác sĩ Thôi nói ý chí của cậu rất tốt. Bác sĩ Thôi còn nói lúc còn ở bên nước ngoài, rất ít bệnh nhân tình nguyện chấp nhận phương pháp khám bệnh ở mức độ cao như vậy. Từ từ về sau, cậu ấy đi ra chỉ còn sắc mặt tái nhợt mà thôi. Mỗi lần đi ra, cậu ấy không có lập tức về nhà. Cậu ấy luôn ngồi ngây ngốc ở chỗ này, chờ đến khi sắc mặt và tâm tình bình phục mới đứng dậy trở về. Chị nghĩ chắc là do đại khái lo sợ người nhà lo lắng thôi. Có đôi khi, chị ngồi tán gẫu với cậu ấy một chút. Dần dần, cậu ấy hỏi chị, con gái thường thích loại hoa gì? Thích kiểu nhẫn, dáng đơn giản vĩnh cửu hay thích kiểu đẹp tinh xảo hơn? Sau đó, có một ngày, cậu ấy lấy ra một chiếc nhẫn cho chị xem, còn nói mình đã chọn thật lâu. Khi đó chị còn cười chọc ghẹo cậu ấy là ánh mắt thật thiếu thẩm mỹ, kiểu dáng chiếc nhẫn quê mùa như vậy mà cũng mua. Cậu ấy khó xử, hỏi ý chị xem có nên đi đổi lại hay không. Chị nói nếu thay đổi nhẫn là điểm xấu. Thế rồi cậu ấy nói rằng cậu ấy không nghĩ người con gái kia sẽ chê chiếc nhẫn quê mùa. Mẫu nhẫn này phù hợp với ngón tay của cô ấy. Tôi càng nghe sắc mặt càng tái nhợt đi. Khi đó tôi đang làm cái gì? Khi anh thật sự cố gắng mong muốn hồi đáp tình cảm của tôi, khi đó tôi làm cái gì đối với anh? Tôi đã nhìn anh rồi cười, trái tim cũng đã nguội lạnh. Và cuối cùng là không còn cảm giác của tình yêu nữa, ngay cả tâm hồn cũng bay vút đi. Tôi luôn cảm thấy bản thân mình chịu quá nhiều thiệt thòi, luôn oán hận anh ở trong lòng, luôn bảo vệ chặt chẽ mình và coi thường cảm nhận của anh, luôn không ngừng nghi ngờ, không ngừng phủ nhận mọi cố gắng của anh. Tôi nghĩ nguyên nhân thất bại lớn nhất của hôn nhân của mình chính là tôi mãi mãi không vị tha và cố gắng bảo vệ. Bác Bác, tôi muốn gặp anh ngay bây giờ, một giây cũng không thể chờ được. Tôi bất ngờ đứng lên nói, chị Đỗ à, cảm phiền chị nói giúp với Hải Kỳ là em có chút việc phải đi trước. Không hề nói thêm câu nào nữa, tôi chạy như điên về hướng bệnh viện của Bắc Bắc. Quyển 6, chương 12, bối rối. Tại khoa não của bệnh viện, tôi quẹo sang trái, quẹo sang phải,
tìm kiếm hình dáng đó, nhưng vẫn tìm chưa thấy tung tích. Tôi chỉ có thể bước tới phòng trực của những y tá để hỏi tin. Đã có thông báo kết quả xử phạt của bác sĩ Trầm rồi. Tôi đang đi theo một cô gái thanh tú, trên đầu đội chiếc mũ y tá, thì bất chợt cô ta cao giọng hét lớn. Tức thì người trong phòng trực của cô y tá ồn ào hẳn lên. Tôi ngây người ra, lúc này chắc không phải là lúc đi vào hỏi thông tin gì rồi. Tôi dừng bước, chờ các cô y tá tán gẫu cho xong. Nói mau đi, nói mau đi, bác sĩ Trầm bị xử phạt như thế nào? Một nhóm các cô gái trẻ lo lắng hỏi. Cô y tá thanh tú tôi vừa gặp thoáng qua cầm lấy thông báo nhỏ giọng đứng lên đọc. Ngày 20 tháng 11, bác sĩ chuyên khoa não Trần Dịch Bắc, ngày đó khi phẫu thuật não cho bệnh nhân XXX trong phòng XX, tinh thần không tập trung, suýt chút nữa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, bác sĩ Trần Dịch Bắc có thái độ kiểm điểm thành khẩn, người nhà bệnh nhân cũng không truy cứu việc này. Vì thế, phía bệnh viện đưa ra mức phạt như sau. Phạt cảnh cáo bằng miệng đối với bác sĩ Trầm Dịch Bắc một lần. Ghi lại sự việc vào hồ sơ. Đầu óc của tôi như bị bom oanh tạc trống rỗng, không thể tự suy nghĩ. Trầm Dịch Bắc xảy ra sự cố khi chữa bệnh, bị xử phạt cảnh cáo bằng miệng, ghi lại sự việc trong hồ sơ. Ghi lại sự việc trong hồ sơ, chuyện này đồng nghĩa với việc sự nghiệp y khoa của Bắc từ nay về sau có vết bẩn. Không có công bằng, không có công bằng gì hết, xử phạt quá nặng. Nhóm y tá trong phòng trực ồn ào bàn tán, làm sao có thể ghi vào hồ sơ chứ? Chúng ta cùng ký tên và bản kháng nghị đi, chuyện này rất không công bằng. Đúng vậy, chuyện này rõ ràng không phải lỗi của bác sĩ Trầm mà. Một nữ y tá có thân hình tròn trịa kích động nói. Hôm đó, lúc đến thời điểm vào phòng mổ, bác sĩ Trầm đã xin thay bác sĩ mổ khác rồi. Anh ấy còn nói hôm nay tâm trạng không ổn định, nên không thích hợp để làm phẫu thuật cho bệnh nhân. Đúng vậy, cho đến bây giờ tôi chưa từng thấy tâm trạng của bác sĩ Trầm lại kém như vậy. Hai mắt che kín tơ máu. Lúc anh ấy xin đổi bác sĩ mổ chính, rõ ràng đã nói qua cảm xúc của mình bị tê liệt, không thể tập trung tinh thần. Là người nhà của bệnh nhân sống chết không chịu thay đổi bác sĩ mổ chính, lại không chịu kéo dài thời hạn phẫu thuật. Một nữ y tá dáng người gầy cũng căm giận bất bình. Chẳng lẽ làm bác sĩ thì không có lúc cảm xúc bị tê liệt sao? Chẳng lẽ làm bác sĩ thì nhất định phải có ý chí sắt đá, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của bên ngoài à? Hai mắt che kín tơ máu, cảm xúc tê liệt. Ngày 20 tháng 11, tôi lấy tay che miệng lại, ngăn mình đừng hét ra tiếng kinh hãi. Trời ơi, ngày đó là ngày tôi đi một đêm không về, sau đó đồng ý kết hôn với Hải Kỳ. Chỉ là thiếu chút nữa thôi, chứ không phải là đã gây ra sự cố lớn. Một nữ y tá khác nhịn không được xen miệng vào. Theo tôi thấy, bác sĩ Trầm có suy nghĩ đạo đức nghề nghiệp riêng của mình. Tuy rằng ngày đó tâm trạng của anh ấy xuống thấp trầm trọng, nhưng nhận ra những điểm ấy cũng chỉ có người trợ lý, bác sĩ cùng y tá phụ trợ trong phòng giải phẫu thôi. Còn bệnh nhân đã gây mê hoàn toàn, không còn chi giác nữa, người nhà bệnh nhân thì ở bên ngoài. Cuộc giải phẫu tuy nguy hiểm nhưng cũng là thành công. Với lại không có người cố ý tố cáo sai lầm của bác sĩ Trầm. Anh ấy áy náy lương tâm nên đi thẳng đến phòng lãnh đạo xử phạt. Xung quanh tiếng ca thán xôn xao một góc, nữ y tá thanh tú sắc mặt nặng nề mở miệng nói. Ngày đó tôi thấy bác sĩ Trầm tới bên người nhà của bệnh nhân cúi đầu giải thích, toàn bộ hốc mắt đều đỏ ngầu, tôi nhìn mà muốn rơi nước mắt. Đối với bác sĩ Trầm mà nói, xử phạt như vậy sẽ làm cho lương tâm anh ấy thanh thản hơn. Xung quanh lại im lặng một mảnh, mọi người tạm dừng nói chuyện để ký tên lên văn bản kháng nghị. Cô y tá dáng người trầm, gầy trầm, mặc một chút. Dáng người gầy trầm mặc một chút rồi mở miệng nói. Có lẽ tôi đoán ra được một chút chuyện. Sở dĩ bác sĩ Trầm có tình trạng như thế là do tình cảm xảy ra vấn đề. Tiếng mọi người lại xôn xao vang lên, tất cả đều là tiếng nửa tin nửa ngờ. Làm sao có chuyện đó được? Sao lại không thể chứ? Bác sĩ Trầm tướng mạo tốt, gia đình lại giàu có, quả thật là bạch mã hoàng tử mà, làm sao có thể bị thất tình được? Đúng vậy, trong bệnh viện chúng ta, con gái sớm tối theo đuổi anh ấy đều đối xử khách sáo, lẫn xa cách, chưa bao giờ cho bất kỳ ai cơ hội nào, làm sao có thể thất tình?
cả người tôi mềm nhũn ra, dựa vào vách tường, cố gắng chống đỡ thân thể nhưng không còn chút sức, sắp trượt xuống. Tâm trạng của tôi quá nặng nề. Có người là người phụ nữ rất đẹp hay đi cùng với anh ấy không? Tôi thấy bác sĩ Trầm đi với cô ấy đến viện dưỡng lão mấy lần, hai người rất thân thiết, hơn nữa rất xứng đôi. Không phải nha, tôi có nghe tin đồn này nên cũng dò hỏi qua bác sĩ Trầm, anh ấy lắc đầu không nhận nha. Nữ y tá có thân hình chuẩn trịa lên tiếng. Các chị em nghe này, tôi đã thấy tấm ảnh chụp của cô gái kia rồi. Nữ y tá dáng người gầy vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhích lại gần. Ngay cả bà bác dọn vệ sinh cũng ngóng chuyện, yêu cầu kể nhanh lên. 2 năm trước đây, lúc lấy văn kiện, trong lúc vô ý, tôi thấy trong ngăn kéo của bác sĩ Trầm có một tấm ảnh 2 tấc chụp chung của hai người. Tấm ảnh này hình như là được xé ra từ một giấy chứng nhận nào đó. Cô gái kia mặc đồng phục học sinh, vóc dáng nhỏ nhắn thanh tú, cười rất ngọt ngào. Bác sĩ Trầm cũng cười rất dịu dàng. Thật ra, tôi cũng biết một chút việc này nha. Nữ y tá thanh tú nói tiếp. Cô gái kia bây giờ đang ở Hàn Quốc, hai người họ có thể đang yêu đương ở khoảng cách xa nha. Yêu đương ở khoảng cách? Tôi cười khổ. Đến khi nghe các nữ y tá bàn tán tiếp tục thì làm cho tôi giật mình thất thần. Bác sĩ Trầm thường đi đến Hàn Quốc gặp cô gái kia lắm. Bởi vì người nhà tôi làm trong khu du lịch, cho nên mỗi lần bác sĩ Trầm đi qua đó đều nhờ tôi mua vé giúp máy bay và đặt chỗ khách sạn. Nữ y tá thanh tú nói. Wow, trách không được bác sĩ Trầm không thấy nghỉ ngơi bao giờ, mà là cứ làm việc 2-3 tháng lại nghỉ nửa tháng. Thì ra là bay đến Hàn Quốc thăm bạn gái. Xung quanh mọi người xôn xao ngạc nhiên. Nữ y tá thanh tú tiếp tục nói. Nhưng mấy hôm trước tôi hỏi anh ấy có cần giúp mua vé máy bay nữa không. Anh ấy nói rằng từ nay về sau cũng không cần nữa. Tôi khẳng định với các chị là cô gái kia đã thay lòng đổi dạ rồi. Trách không được bác sĩ Trầm suýt chút nữa thì gây ra sự cố khi chữa bệnh. Đáng giận thật. Mọi người cùng nhau phẫn nộ, kích động dùng ngôn ngữ chỉ trích người phụ lòng kia. Tôi cười khổ, hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa. Lúc này, một thân ảnh quen thuộc đi ra khỏi phòng khám bệnh, trên người mặc bộ đồ blue trắng, dáng người cao ráo tuấn mã, bên cạnh anh còn đi theo nam thanh niên giống như sinh viên thực tập. Anh cúi đầu cẩn thận, giảng giải gì đó với người thanh niên kia. Tôi từ từ nâng thẳng cơ thể mình dậy, cố gắng không cho mình tê liệt mà ngã xuống. Bí mật của bác Bắc, bệnh viện xử phạt. Anh ấy toàn bộ ngày nghỉ phép đi đến Hàn Quốc nhìn tôi, nhưng anh chưa một lần nào xuất hiện trước mặt tôi. Trách không được, cứ cách một khoảng thời gian tôi lại cảm thấy như có người theo dõi mình. Anh khép hồ sơ bệnh án lại, ngước mắt lên cất bước đi. Tôi cố gắng làm gương mặt mình nở nụ cười tươi. Anh nhìn thấy tôi cũng nở nụ cười, trên khóe môi lộ ra cái lúm đồng tiền nhạt. Đó là một nụ cười chứa sự kinh ngạc pha lẫn vui sướng. Anh cười như hoa đóa hoa sen nở rộ, lấy đi biết bao trái tim của các cô gái trẻ trong phòng trực của y tá. Hôm nay rảnh hay sao mà đến đây? Anh bước những sải chân dài. Tôi không có tinh thần để nói gì cả. Tôi chạy nhanh đến ôm lấy anh, ôm chặt lấy thắt lưng anh, chôn đầu mình thật sâu trong vòng ngực săn chắc của anh. Một nỗi đau lòng không thể nào tả xiết quất thẳng vào trái tim tôi. Anh chấn động, sắc mặt mất tự nhiên, hơi cách xa vòng tay ôm của tôi, bối rối nói. Đừng, trên người anh rất bẩn. Anh chỉ tay vào áo của mình. Câu nói đó làm tôi nghĩ đến buổi sáng sớm của nhiều năm trước. Anh đã từng nói, Y, anh năm nay 19 tuổi, anh thật bẩn. Mắt anh lóe lên nỗi đau đớn khó nén, muốn nói cho tôi biết cái gì đó, để rồi cuối cùng không thể thốt ra thành lời. Anh ở trong cơn ác mộng tối tăm, anh cố gắng che giấu, anh lo lắng, e ngại. Không, không bẩn, tuyệt đối không bẩn, tôi kiên quyết nói, giọng nói cũng đau xót như của năm đó. Ở trong mắt tôi, anh mãi mãi là một người trong sáng, thuần khiết, bất kể đã xảy ra chuyện gì cũng không thay đổi được. Có rất nhiều vi khuẩn, anh bất đắc dĩ nói, lại càng làm tôi ôm anh chặt thêm, càng kề sát đầu mình vào ngực anh hơn. Bởi vì nước mắt tôi đang rơi đầy trên mặt, gần gũi anh như vậy, tôi nghe được tiếng trái tim anh từng chút một trầm ổn, nhảy lên,
Tình yêu của tôi không thể nào che giấu nổi nữa rồi. Cãi nhau với Hải Kỳ à? Nước mắt của tôi dính ướt trên áo bờ đu trắng của anh. Anh nhẹ giọng hỏi, giọng nói ẩn chứa. Tôi dùng sức lắc đầu. Trên thế giới này, chỉ có anh mới có khả năng biến tôi thành một đứa bé khóc nhè. Thế tôi không nói một lời nào, làm anh càng thêm lo lắng. Anh không để ý, nơi đây là bệnh viện, người đi ra đi vào rất đông. Anh ủ tay của tôi trong tay anh, chuyển hơi ấm từ tay mình sang cho tôi. Cầm anh để trên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng an ủi. Cãi nhau sao? Những người đang yêu cãi nhau là bình thường. Nhớ kỹ, mỗi người nhường nhịn một chút, đừng khóc. Tôi lại lắc đầu, không thể mở miệng, không thể nói, chỉ có cảm giác đau lòng đến không thể hít thở. Trong ánh mắt kinh ngạc đến tột độ của nhóm nữ y tá, anh ôm lấy bả vai, mang tôi đi đến hoa viên của bệnh viện. Dọc theo đường đi, có rất nhiều bệnh nhân chào hỏi anh. Tôi phát hiện ra có rất nhiều bệnh nhân nhí là bạn của anh. Hết những bệnh nhi thiên sứ này đến bệnh nhi thiên sứ khác, cất tiếng trong trẻo gọi anh một tiếng chú bác sĩ. Khi ngồi lại bên cạnh tôi, trong tay anh cũng giống như nhiều năm trước, lừa được một que kẹo vị ô mai. Một tờ giấy bao que kẹo ra. Anh đưa que kẹo ngọt ngào vào miệng của tôi. Anh vẫn cho tôi còn là một đứa bé 8 tuổi bị thịt thòi, vụng trộm trốn đi khóc. Anh cũng chỉ đưa viên kẹo cho tôi, mỉm cười khi tôi nín khóc, im lặng an ủi, im lặng không nói một lời dỗ dành nào. Tôi mỉm cười nín khóc, giống như thời thơ ấu ngày xưa, bởi vì vị ngọt ngào thấm đẫm trái tim tôi. Anh hay lại đây chơi với... Tôi yêu bạn nhỏ lắm hả? Vừa ăn que kẹo, tôi vừa nhẹ giọng hỏi. Đừng nói là anh nhàn hạ như đang nuôi bầy cá nhé. Anh khẽ cười ra tiếng. Tôi dùng ánh mắt trêu chọc nhìn anh nói. Nếu không phải là nhàn hạ như đang nuôi cá, vậy hành động của chúng ta gọi là cái gì? Anh bật lên tiếng cười to. Tiếng cười của anh rộn rã, vui vẻ, làm tâm tình của tôi cũng giảm bớt ảm đạm. Trong khoảng thời gian này, anh thư thái vui vẻ rất nhiều, tuy không thể kiểm chứng trong đó bao nhiêu là sự thật, nhưng ít ra anh đối với tôi cũng không còn cẩn thận như khi tôi mới về nước. Lúc đó mọi chuyện anh đều nhường nhịn đến không còn cảm xúc của mình. Khi em ở Hàn Quốc, anh hay đến đó nhìn em sao? Rốt cuộc tôi mở miệng hỏi. Nụ cười của anh cứng lại rồi cuối cùng thành nụ cười yếu ớt. Làm sao em biết được? Vừa rồi đi ngang qua phòng trực của y tá, em nghe được mấy cô ấy nói chuyện với nhau, bao gồm cả chuyện xử phạt. Tiếng của tôi càng lúc càng nhỏ dần. Anh bừng tỉnh, ồ lên một tiếng rồi thẳng thắn thừa nhận, biểu hiện cũng không quá khó khăn. Phạm vào sai lầm, đương nhiên phải bị xử phạt. Bệnh viện cũng ra mức xử phạt nhẹ nhất rồi. Vậy trong tương lai, có ảnh hưởng gì không? Anh im lặng một lúc rồi nói, có thể có một chút, nhưng vấn đề không phải là lớn lắm. Cho dù anh nói nhẹ nhàng, bâng quơ, nhưng tôi cũng rất khó chịu. Nhẹ nhàng sờ những nốt xương trên mu bàn tay của anh, trong lòng không ngừng nói lời xin lỗi này sang lời xin lỗi khác. Tôi luôn tùy hứng bốc đồng, và anh luôn là người chịu tội. Quyển 6, chương 13, đề thi tốt nghiệp. Anh còn chưa nói cho em biết tại sao đến Hàn Quốc mà không chủ động xuất hiện trước mặt em. Khi đó, anh sợ em không muốn gặp anh. Anh đi qua Hàn Quốc chỉ bởi vì anh muốn thấy em mà thôi. Anh cười yếu ớt rồi ngay lập tức thay đổi một đề tài khác. Anh không muốn tiếp tục nói nhiều đến chủ đề này. Tôi cắn môi lại giải thích. Em không biết anh ở Hàn Quốc đã nhìn thấy những gì, nhưng mà em thật sự không có quan hệ gì với người thanh niên đó. Tôi khó khăn nói, không muốn anh hiểu lầm tôi. Y, lúc ấy anh tức giận mới có thốt ra những lời khó nghe như vậy. Cho tới bây giờ, anh vốn không có ý nghĩ như thế. Anh thở dài một hơi giải thích. Mấy giờ thì xong việc, em muốn chờ anh. Sắp đến giờ ăn cơm, tôi dịu dàng hỏi anh. Hôm nay anh làm thêm đến 8 giờ tối mới tan ca, đừng chờ anh. Em chờ anh. Có thể sau này trên đường đời chúng tôi phải bỏ lỡ nhau, tôi không thể tiếp tục chờ anh nữa. Vậy thì ít nhất hôm nay hãy để cho tôi được chờ đợi anh một lần. Em sẽ phiền nhiễu đến công việc của anh. Anh cười khẽ,
ngữ khí cũng không quá kiên trì. Em thề, em sẽ không quấy rầy anh. Tôi giơ lên hai ngón tay lên, phát lời thề. Em thề, cũng như là tùy tiện nhai một miếng kẹo cao su thôi. Anh cười hạ tay của tôi xuống. Ăn nhiều quá sẽ hết công hiệu. Tôi cũng vì muốn được ở lại bên người anh mà hết thể này thể nọ, anh vẫn bị tôi lừa như trước đây, đã thành thói quen. Kết quả cuối cùng là tôi vẫn quấy nhiễu đến thời gian làm việc của anh. Tôi khó chịu chế môi. Được rồi, cô không phải là không cho em chờ. Đến văn phòng của anh ngoan ngoãn ngồi đợi, đừng chạy lung tung. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm trước, anh có hơn 10 phút để ăn cơm. Dùng chiêu số 1 này bao giờ cũng thắng. Sau đó, anh đưa tôi đi xuống mua phần cơm khó nuốt nổi trong căng tin của bệnh viện. Tiếp đó, dùng thái độ vô cùng có lỗi, nói cho tôi biết rằng anh đối với ăn uống yêu cầu không cao nên chưa bao giờ ra ngoài đặt cơm. Vì vậy, anh chỉ ăn cơm phần đã đặt sẵn trong bệnh viện. Vì thế, tôi bị bác sĩ trầm dịch bắc ngược đãi nặng nề. Vì muốn cho anh có đủ sức khỏe để làm tốt công việc của buổi tối nên chúng tôi cùng ăn chung một phần cơm. Tôi kiên nhẫn ăn canh, còn anh thì ăn cơm. Món canh này thật khó ăn, khó ăn đến nỗi khiến cho người ta chỉ muốn buồn nôn. Nhưng không biết vì sao, khi cầm chén canh khó nuốt khủng khiếp như vậy, lòng của tôi lại cảm thấy quá ngọt ngào. Ngày hôm đó, tôi chờ anh không chỉ đến 8 giờ. Ngày hôm đó, tôi nhìn thấy anh giấu trong ngăn kéo tấm ảnh duy nhất của chúng tôi chụp chung. Đó là tấm ảnh lúc tôi 18 tuổi, mặc trang phục học sinh. Còn anh 22 tuổi, nở nụ cười yếu ớt. Ngày hôm đó là ngày tôi sẽ mãi mãi trân quý trong trí nhớ. Từ đó về sau, lại trôi qua thêm vài ngày. Đột nhiên, Hải Kỳ nhờ tôi hẹn Bắc Bắc ra sân bay đón một người. Tôi cùng Bắc Bắc đều rất lấy làm ngạc nhiên. Chúng tôi ba người vừa đến, chờ đợi trong chốc lát, thì tại cửa khẩu quốc tế, có một người con gái tóc vàng rất đẹp đi ra. Cô ta đẹp đến nỗi có thể làm cho người ta ngây ngất. Người đẹp tóc vàng nhiệt tình ôm lấy Hải Kỳ. Ngược lại, Hải Kỳ đáp lễ có chút ngượng ngùng. Bọn họ nói chuyện với nhau vài câu, nhưng tôi và Bắc Bắc đều không hiểu gì cả, và chúng tôi không biết tiếng Pháp. Sau đó, tôi nhìn thấy người đẹp tóc vàng đó xoay người về phía Bắc Bắc, ánh mắt khêu gợi lại nhiệt tình. Trong đôi mắt khiêu khích đến trần trụi của cô ta, trên người tôi như có ngàn vạn con kiến cắn phải, bực bội, không thoải mái đến khủng khiếp. Tôi đi lướt về phía trước, đem Bắc Bắc chắn ở phía sau mình. Lòng trào lên căm giận, không biết Hải Kỳ đang muốn làm gì. Bạn bè của anh, tại sao lại gọi Bắc Bắc ra đón? Dịch Bắc, lại đây tôi giới thiệu cho cậu làm quen một chút. Đột nhiên Hải Kỳ mở miệng gọi Bắc Bắc. Bắc Bắc gật đầu, vẻ mặt bình thản đi về phía trước. Sau đó, tôi thấy anh cùng người đẹp tóc vàng giới thiệu sơ sơ bằng tiếng Anh. Bầu không khí thật quá khó hiểu, quái dị. Người đẹp tóc vàng thật nhiệt tình, nhìn Bắc Bắc bằng đôi mắt long lanh, giống như hết sức vừa lòng một món hàng. Ngược lại với cô ta, Bắc Bắc thật lạnh nhạt. Tiếp theo, sau Hải Kỳ kéo Bắc Bắc qua một bên, hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau một lúc lâu. Tôi không biết Hải Kỳ và Bắc Bắc nói chuyện gì, nhưng biểu hiện của Bắc Bắc từ kinh ngạc đến cứng ngắc, sau đó im lặng và cuối cùng là gượng ép gật đầu. Giữa lúc tôi đang hoảng hốt, khó có thể nhận biết đó là biểu hiện gì, thì Bắc Bắc mang theo người đẹp tóc vàng rời khỏi sân bay. Trong đại sảnh của quán cơm Tây, tôi nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò thơm ngon của mình ở trên bàn, nhưng không có một chút thèm ăn nào. Tôi nghĩ tới, nghĩ lui, cũng không nghĩ ra vì sao lại như vậy. Rõ ràng, Bắc Bắc không có quen biết với người đẹp tóc vàng kia mà. Chẳng lẽ Hải Kỳ cần anh giúp đỡ điều gì? Trong lòng thật phiền não. Cuối cùng, tôi không còn nhịn được nữa, phải mở miệng hỏi. Thoáng một chút trầm tư do dự, cuối cùng Hải Kỳ nói cho tôi nghe. Moshika là người anh bố trí cho Dịch Bắc làm đề thi tốt nghiệp. Đề thi tốt nghiệp cái gì? Tôi ngơ ngẩn cả người. Từ lúc rời sân bay đến giờ, lòng tôi vẫn bất an. Thì giờ đây, nỗi bất an lại càng thêm càn quét tôi. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong một ngõ nhỏ ở Pháp không? Đó là nơi dành cho đàn ông giải quyết sinh lý. Đó là nơi mua bán, cung cấp tình dục. Hải Kỳ chậm rãi nói. Tôi lại ở trong mơ hồ. Anh đang muốn nói cái gì đây?
vì sao chúng tôi đang nói tới chuyện của Bắc Bắc thì anh lại chuyển qua đề tài này? Hay là chủ đề đang nói nỉ có liên quan tới Bắc Bắc? Tôi khẩn trương nắm chặt khăn ăn trong tay. Nơi đó có vài người phục vụ tình dục đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp của các bác sĩ tâm lý bọn anh. Trong lúc làm nghiệp vụ, bọn anh cần người thì các cô ấy sẽ thay bọn anh giới thiệu cho bệnh nhân có tật tâm lý những người thích hợp để phục vụ. Ba gái Đoan Thụy và Mosika đều là những người như vậy. Tôi thở dài một hơi lạnh toát, quả thật không thể tin nổi được mình đang nghe cái gì. Hoang đường, thật quá hoang đường. Tiếng của tôi sắc bén ngân cao lên, không còn để ý tới bây giờ tôi đang ở một nhà hàng cao cấp. Mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn. Hải Kỳ cũng một chút bối rối, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Mosika là người chuyên nghiệp, về phương diện tình dục cô ấy sẽ thích nghi thỏa đáng. Nếu dịch Bắc thành công vượt qua cửa ải của chứng sợ hãi này, có thể quan hệ xác thịt với đàn bà, thì bệnh của cậu ấy tuyệt đối đã không còn vấn đề gì nữa. Không yêu nhau, làm sao có thể quan hệ xác thịt được? Tôi thở hổn hển khó nhọc đến cực độ. Hải Kỳ cứng người lại, anh thật sự không ngờ ngữ khí của tôi lại quá ép người như vậy. Anh vẫn lựa chọn nhẹ nhàng khuyên giải, an ủi. Đàn ông và đàn bà khác nhau. Đàn ông bình thường quan hệ tình dục với đàn bà, đôi khi không cần phải có tình yêu cũng có thể xảy ra chuyện đó được. Tôi giật mình, theo dõi lời nói của anh, tức giận muốn sốc cả cái bàn. Y, em cũng hy vọng từ nay về sau dịch Bắc sẽ là một người đàn ông bình thường mà. Hải Kỳ cố gắng nói cho xong cái gì đó. Sao anh biết anh ấy không phải là một người đàn ông bình thường? Làm sao anh biết về sau anh ấy không có quan hệ xác thịt với đàn bà? Anh là bác sĩ của anh ấy, thì việc gì anh ấy cũng sẽ kể cho anh sao? Anh ấy chưa nói thì đồng nghĩa với việc anh ấy không thể cùng đàn bà quan hệ xác thịt sao? Giọng điệu của tôi ác liệt, vô cùng kích động. Đề thi tốt nghiệp cái quái gì chứ? Anh đã nói với anh ấy những gì? Đây là lần đầu tiên tôi và Hải Kỳ cãi nhau. Đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng thái độ ác liệt đối với anh. Bởi vì tôi quá phẫn nộ đến tự chừng muốn nói cho anh biết Bắc Bắc đã từng gần gũi với đàn bà rồi, mà người đàn bà đó chính là tôi. Tôi tức giận đến mức thật không bình thường, bởi vì rõ ràng chính tôi là người yêu cầu Hải Kỳ nhất định phải giúp Bắc Bắc. Hải Kỳ im lặng, không muốn chúng tôi tiếp tục cãi nhau, mà tôi cũng không có thời gian để tiếp tục tranh cãi. Tôi vội vã lấy túi sách tìm điện thoại, vội vàng đem toàn bộ mọi thứ trong túi sách đổ trên bàn. Tay của tôi run bần bật khi bấm số gọi cho Bắc Bắc. Hy vọng sẽ không quá trễ, tôi không ngừng cầu nguyện. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Một giọng nữ máy móc không ngừng lặp lại. Tại sao lại tắt máy? Tại sao lại tắt máy? Tôi hét to lên, rõ ràng lúc nãy điện thoại còn mở mà. Người phục vụ bà lịch sự lại gần, ý muốn nói, chúng tôi chú ý đến lễ nghi khi dùng cơm. Ý, em bình tĩnh lại đi. Hải Kỳ đứng dậy, đè lấy bả vai của tôi, muốn bảo tôi hãy bình tĩnh. Nhưng tôi làm sao có thể bình tĩnh? Tại sao anh ấy tắt máy? Vì sao anh ấy lại tắt máy? Tôi túm lấy tay Hải Kỳ hỏi. Cậu ấy có thể đang cùng với Mosika, chắc không tiện để máy. Hải Kỳ bất đắc dĩ nói thêm hai chữ cùng với. Bọn họ có thể đang làm những chuyện mà Bắc Bắc đã từng làm với tôi. Lập tức gọi điện thoại gấp cho Mosika, kêu cô ta không được đụng vào Bắc Bắc. Tôi không nhịn nổi nữa, liên tục hét lớn lên. Cảm xúc của tôi tan rã cả rồi. Chỉ cần nghĩ đến ở một chỗ nào đó đang trình diễn một màn kích tình nồng nhiệt là tôi không thể nào bình tĩnh, không thể nào ngồi yên được. Đừng làm ầm lên nữa, Y, Mosika không đi qua đây bằng trạm du lịch quốc tế, anh làm sao có thể liên lạc được với cô ấy? Hơn nữa, chuyện này thuộc quản lý của Cục Hải quan, anh làm sao có thể liên lạc được? Hải Kỳ nhíu mày, cố gắng nói lý lẽ với tôi. Bây giờ có nói gì, có giảng giải lý lẽ nào thì tôi cũng không muốn nghe. Tôi ghen sắp phát cuồng, thậm chí mà nói tôi đã phát cuồng vì ghen rồi. Tôi đẩy Hải Kỳ ra, để anh ở lại một mình trong nhà hàng. Tại các khách sạn ở thành phố này, tôi sẽ đi tìm từng khách sạn một. Cho dù là mò kim đáy biển cũng không muốn tình nguyện đợi chờ trong đau khổ. Luôn nghĩ rằng có lẽ nơi tiếp theo sẽ tìm thấy anh. Có lẽ
Trước đó bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì cả, và tôi đến lúc đúng lúc kịp thời ngăn cản. Tôi giống như một người điên, chạy từ đầu ngõ của thành phố này tìm tới cuối ngách của thành phố kia, tìm cả một đêm dài cho đến khi những ngọn đèn đều tắt đi, tôi vẫn chưa tìm được người mình muốn tìm. Tôi nhụt chí, ngồi xổm trên đường, cất tiếng khóc lớn. Tôi gạt được mọi người nhưng không lừa được bản thân mình. Tôi yêu anh. Tôi yêu anh, yêu đến không bao giờ còn có thể lừa mình dối người được nữa. Quyển 6 chương 14. Gặp lại ngoài ý muốn. Kéo thân thể mệt mỏi, đến dã rời về đến nhà. Tôi mở cửa. Đột nhiên tôi vui sướng phát hiện, phòng của anh còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tôi vội vàng đẩy cửa phòng. Anh ở nhà. Trên máy vi tính còn độ nóng chứ không nguội lạnh, chứng tỏ cho tôi biết anh không phải mới vừa về nhà. Đúng lúc ấy thì anh mặc áo ngủ, đang lau khô tóc bằng chiếc khăn màu trắng đi ra khỏi phòng tắm. Đi chơi với Hải Kỳ mới về à? Đi về khuya như vậy sao? Anh khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt cũng không nhìn thẳng tôi. Tôi vừa mới ổn định tinh thần, bây giờ nhìn thấy anh tắm rửa, trong lòng bất an tiếp tục trỗi dậy. Tại sao anh tắt điện thoại? Nói cho em biết đi, anh và Mochika có lên giường không? Tôi ngăn cản anh bằng giọng nói mất bình tĩnh, thậm chí có chút ép bức người. Anh cứng đờ rồi đi lướt qua tôi, tiếng nói cố gắng lãnh đạm, không cho bản thân có nhiều tưởng tượng. Có lẽ là điện thoại hết pin. Tại sao lại hỏi anh có lên giường với Mochika hay không? Hải Kỳ nói cho em biết à. Ngày mai anh sẽ gọi điện cảm ơn anh ta. Ý của anh là anh cùng cô ta lên giường rồi. Sức lực tiêu tan hết. Tôi không có cách nào suy nghĩ tiếp tục, chỉ sửng sốt ngây ngốc hỏi. Anh không có trả lời, ngược lại nói tới chuyện khác. Muốn chơi game không? Anh mới phát hiện ra một trò game vui lắm. Không biết tại sao gần đây anh rất mê chơi game, nhiều khi nửa đêm vẫn còn nghe tiếng âm thanh của trò chơi. Anh muốn chữa bệnh có phải hay không? Đừng tìm những người phụ nữ khác, em cũng có thể giúp anh mà. Không còn có lý trí để khống chế lời nói, chỉ còn lòng ghen tuông lãnh đạo cảm xúc của tôi. Nếu anh muốn đàn bà thì tôi cũng có thể làm người đàn bà ngủ với anh. Giữa lúc anh không kịp phản ứng, tôi căm giận cởi áo khoác áo lông, hấp tấp cởi quần trên của mình, thậm chí suýt nữa ngã sấp xuống sàn nhà. Tôi đã hoàn toàn không còn lý trí. Đang lúc tôi cởi bỏ quần áo của mình thì một chiếc áo sơ mi đàn ông bao lại nửa thân trần của tôi. Đồng Tử Y, em đang làm cái gì vậy? Anh tức giận gầm nhẹ. Anh cài từng cái nút áo đem da thịt trắng nõn nà của tôi che đậy lại. Em đã quên thôi Hải Kỳ rồi sao? Làm sao em có thể? Chúng ta không còn mối quan hệ này nữa, và anh cũng không muốn thông qua bất kỳ kẻ nào để chứng minh bản thân mình đã bình thường hay chưa. Giúp tôi mặc quần áo xong, sau đó anh tức giận ngồi trở lại máy vi tính. Lời nói của anh như một chậu nước lạnh tát vào mặt làm tôi thanh tỉnh. Tôi đang làm cái gì? Tôi chủ động hiến thân đơn giản chỉ vì không muốn anh lên giường với người đàn bà khác. Tôi đã quên mất Hải Kỳ, đã quên mất tôi là người phụ nữ đã đính hôn, đã quên mất hành động của mình đã ngủ thẹn biết bao nhiêu. Bầu không khí có một chút ái muội và xấu hổ. Anh có lên giường cùng cô gái kia không? Đến nước này mà tôi vẫn còn cố chấp muốn biết. Không có, không có. Anh hoàn toàn bị tôi đánh bại. Thật ư, anh không có gạt em. Vậy chuyện này ra sao? Tôi ngồi bên cạnh anh, tảng đá đè nặng trong lòng, cuối cùng rơi xuống đất. Tôi trông như một con chó nhỏ bị bỏ rơi đáng thương, mở đôi mắt to chờ đợi anh cứu vớt, muốn nói cho anh biết tôi đã trải qua những khổ sở gì. Rốt cuộc anh lại bị biểu hiện của tôi làm cho bật cười, mất hứng vừa rồi tan thành mây khói, bầu không khí ái muội xấu hổ cũng biến mất. Anh với Mochika nói chuyện một lúc, sau đó thanh toán tiền cho cô ta trở về lại Pháp, trả tiền mua kimono. Cô ta nói muốn ở Trung Quốc du lịch vài ngày rồi sẽ về. Anh đưa cô ta đi tìm công ty du lịch và khách sạn xong thì về nhà. Thật sự anh không có đụng đến cô ta? Hôn liên tục cũng không có? Tôi vẫn còn một chút bất an. Anh nhìn tôi liếc một cái, không muốn trả lời vấn đề nhảm chán này.
anh đang bị đau cả người đây. Rồi anh bất ngờ xoay mặt mình đối diện với tôi, trên mặt hiện vẻ nghiêm túc. À, anh đổi chủ đề nhanh như vậy, tôi không thích ứng kịp. Hay khi kiếm nhiều tiền như vậy, tại sao còn muốn sắp xếp việc này cho anh? Tự dưng mang một người đẹp tóc vàng lại đây, tay còn không có đụng tới, thì đã mất oan hơn 10.000 tệ của anh. Thật sao? Tôi bị lây sự hài hước của anh mà nở nụ cười. Thật thiếu đường tâm, anh ấy đã giúp anh thanh toán một chuyến vé máy bay trước rồi. Phải không? Em xác định là anh ta không phải muốn kiếm thêm tiền trị liệu à? Không kiên quyết muốn đem anh bồi dưỡng khách hàng thân thiết của anh ta à? Bác vui cười nói, bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều, cũng đồng nghĩa với việc chủ đề lúc nãy đã chấm dứt. Giúp anh đánh trò chơi này đi. Anh túm lấy tôi. Nhảm chán, tôi vẫn là ngồi xuống. Khi chúng tôi cùng kề vai chiến đấu và chiến đấu anh dũng, thì tôi cũng không quên trêu chọc. Anh thật không phải là đàn ông mà, nhìn thấy người đẹp tóc vàng bốc lửa như vậy mà không có phun máu mũi sao? Có chứ, mất rất nhiều máu đến mức chân anh cũng nhũn cả ra đây này. Anh thuận miệng phụ họa thêm. Anh cần thuốc kích thích không? Tôi một bên đánh game, một bên đá anh một cước. Anh nghe được 3 chữ thuốc kích thích, sắc mặt anh biểu hiện khó coi và cứng lại một chút. Tuy nhiên sau đó anh lập tức che giấu. Anh ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng không cười nói. Đồng tử y, em là con dê sao? Anh lấy chân đá vào ghế của tôi một cái, bất ngờ làm hại tôi thiếu chút nữa ngã sấp xuống mặt đất. Trầm Dịch Bắc, chút xíu nữa thôi anh làm hại em chấn thương sọ não rồi. Tôi tức giận hét lên điêu ngoa nói, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình đang nói chuyện gì. Thần sắc thiếu tự nhiên của anh cũng dần dần mất hẳn, nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh nụ cười. Chết nè, chết nè. Tôi hưng phấn cười ngược lại, chỉ vào trò chơi trên màn hình vỗ tay cười ha ha. Anh vội vàng trở lại thì đã không còn cứu kịp nữa. Anh ngồi âm thầm, ảo não bên cạnh nhìn thật mê người. Chúng tôi sống trong bầu không khí thoải mái. Chúng tôi sống trong bầu không khí sung sướng. Chúng tôi sống trong bầu không khí nương tựa lẫn nhau. Có rất nhiều thứ tôi sẽ không ngu ngốc đi đến hỏi anh nữa. Ví dụ như bây giờ anh đã muốn quan hệ xác thịt với đàn bà rồi sao? Không cần câu trả lời, bởi vì anh nóng rực như thiêu đốt, không thể khống chế được trong buổi tối nọ đã là câu trả lời chính xác nhất. Biết rõ là sai, biết rõ phải trung thực với chính tình yêu của mình, nhưng cuộc đời mãi là như thế. Sự lựa chọn luôn rất khó khăn, muốn tiến về trước không được, muốn lùi về sau cũng không xong. Nếu như đã lựa chọn rồi thì có chết cũng không hối hận, cho dù có do dự, có bàng hoàng. Nó muốn kết giao là do tôi yêu cầu, để cho Hải Kỳ cầu hôn cũng là tôi giật dây. Bây giờ tôi có mặt mũi nào nói với Hải Kỳ rằng tôi hối hận? Anh đối với tôi toàn tâm toàn ý tin tưởng và bao dung, tôi làm sao có thể đối diện nói về 2 chữ tình yêu? Tôi làm sao có thể mặt dày mày dạn đi nói 2 chữ chia tay? Nhiều năm trước, bởi vì còn trẻ nên tôi bốc đồng, giật dây, gián tiếp gây ra một bi kịch, làm cho Hải Kỳ trở thành một chú rể bị bỏ rơi trong giáo đường. Tôi làm sao có thể nói cho anh biết tôi thật sự không phải là tình yêu, anh thật sự không phải là tình yêu của tôi. Cho nên hôn lễ này cũng sẽ không có cô dâu. Tôi không ngừng thôi miên, an ủi chính bản thân mình. Kết cục như vậy cũng rất tốt. Bây giờ tôi và Bắc ở chung với nhau thật nhẹ nhàng, thật tự tại. Mối quan hệ này cũng không phải không tốt. Huống hồ Bắc đã buông tay. Trong tương lai, anh nhất định có thể tìm được một cô gái chân chính xứng đôi với mình. Hôm nay là ngày tôi và Hải Kỳ đi chụp ảnh cưới. Cả hai chúng tôi đều không ai nhắc lại chuyện cãi nhau đó. Cả hai đều coi như chưa có việc gì xảy ra. Nhưng sự thật là lừa mình dối người. Đã xảy ra thì chính là đã xảy ra. Ngồi trong phòng trang điểm để cho người thợ tạo kiểu tóc cho tôi, tôi mặc áo cưới mà hồn ngơ ngẩn tận chốn nào. Đã từng thật sự muốn vì ai đó mà mặc vào chiếc áo cưới. Không hề có ý thức rằng tôi đang được trang điểm thật xinh đẹp, nhưng sắc mặt tôi mờ mịt không chút vui vẻ. Đối lập với tôi là một cô gái khác, ngồi bên cạnh cũng mặc áo cưới, diện mạo bình thường nhưng vẻ mặt thẹn thùng vui sướng của cô gái sắp làm cô dâu. Hay... Trong lúc trang điểm, tránh qua một bên, cô gái nhìn tôi chào hỏi.
Hay. Tôi cũng gật đầu đáp lễ một cái, toàn thân mệt mỏi vô lực, không có hưng phấn chào hỏi cô gái đó. Lát nữa nếu trang điểm có một chị mua hoa để cho cô dâu cầm thì chị đừng mua nha, em có mang đến một bó đây rồi, dù sao cũng dùng không hết, chị và em có thể dùng chung. Cô gái thật chân thành, có thể nhìn ra được đây là một người con gái thiện lương và biết tiết kiệm. Cảm ơn. Tôi gượng cười và nói lời cảm ơn cô ấy. Tâm trạng tôi lúc này không có hứng thú muốn làm quen thêm bạn mới. Tướng mạo của chị thật dễ nhìn, ngũ quan lại xinh đẹp, không giống như em, tướng mạo bình thường, lại còn không có sự tự tin vào bản thân mình. Mặt cô gái ửng đỏ lên, ngại ngùng nói tiếp. Em nói chị nghe nha, chồng tương lai của em rất đẹp trai, còn cùng chỗ với anh ấy, em càng thêm thiếu tự tin vào mình. Thật là một người con gái đơn thuần. Tôi mỉm cười, tâm tình đã khôi phục lại một chút nên cất tiếng an ủi cô ấy. Em nói đẹp trai phải xứng đôi với người đẹp. Em nói chồng tương lai của em thật đẹp trai, nhưng anh ta vẫn lựa chọn em. Đây có nghĩa là trong lòng anh ta, em vẫn là số một, cho nên vì sao lại thiếu tự tin chứ? Mặt cô gái đỏ ửng lên nói, anh ấy đối với em thật sự tốt lắm, bọn em quen nhau qua hình thức xem mắt. Khi anh ấy đưa ra lời kết giao, em cũng thật không dám tin. Anh ấy có tướng mạo, có bằng cấp, có địa vị xã hội, có tài năng, sao lại coi trọng em chứ? Đến tận bây giờ, em vẫn còn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Cô gái thẹn thùng giống như ánh nắng buổi chiều tà của hoàng hôn, thật bình thường nhưng lại rất mỹ lệ. Em nhất định là rất yêu anh ta. Tôi cười đưa ra kết luận, phụ nữ khi yêu thật dễ dàng nhận ra, bởi vì họ luôn lo được lo mất, lại luôn lo lắng tất cả chỉ là mơ. Sao mà em lại không yêu anh ấy chứ? Em còn muốn hét lên cho toàn thế giới biết em rất yêu anh ấy. Biểu hiện của cô gái thật đơn thuần, không một chút nào là ngụy tạo. Tôi mỉm cười, yêu nhau thật là tốt. Sau đó, tôi cùng cô gái nói chuyện thêm một lúc nữa. Nửa tiếng sau, cô ấy được trang điểm trông rất xinh đẹp, khuôn mặt bình thường đã lộ ra vẻ kiều diễm 10 phần. Bàn tay của những người thợ trang điểm luôn luôn có ma lực tốt nhất để làm cho người phụ nữ ở thời khắc hạnh phúc biến thành một công chúa xinh đẹp. Tôi cũng sắp được trang điểm thành cô dâu đẹp, nhưng ánh mắt của tôi thiếu mất thần thái của sắc màu hạnh phúc. Bà xã đã xong chưa? Thợ chụp ảnh thúc giục rồi kìa. Một người đàn ông trong trang phục chú rể đi vào phòng trang điểm nhẹ nhàng hối thúc. Tiếng nói nhẹ nhàng vừa dứt lại như tiếng sấm lớn rội xuống ngang đầu. Nhìn qua tấm gương, tôi cùng người đàn ông đẹp đẽ kia đều kinh ngạc đến tột độ. Tống Nhiếp Thần. Quyển 6 chương 15. Trầm Dịch Bắc, anh là đứa ngốc sao? Tôi trang điểm rất đẹp, cầm lấy làn váy lụa màu trắng đi ra khỏi phòng trang điểm. Không ngoài dự đoán, Tống Nhiếp Thần dựa vào vách tường thấy tôi vừa đi đến, anh ta đã đưa tay ra chặn lại và bước đến bên tôi. Trong ký ức của tôi, anh ta cũng có nhiều biểu hiện hung ác nham hiểm này. Tôi đứng lại, chỉ cười lạnh. Với những người miệng vết thương còn đau như sát muối thì người ta hay e ngại người khác đâm thêm một nhát dao nữa. Đây là chân lý không thay đổi. Có việc gì sao? Tôi ngân cao giọng, ngạo mạn hỏi. Không có, chỉ là hy vọng cô chừa một chút lòng tốt. Chuyện không nên nói thì xin đừng nói. Rõ ràng đây là hình thức của người yếu thế. Vậy là cử chỉ không khách sáo của Thống Nhất Thần làm cho người ta chán ghét. Chừa cho một chút lòng tốt. Vậy những lời nói ác độc ngày đó, anh có từng nghĩ sẽ bỏ qua cho tôi không? Tôi nhỏ giọng cười nhạo. Công cụ sinh dục của Trầm gia. Những lời này tôi nhớ mãi không quên. Lòng tốt à? Không cần nữa. Cho dù tôi đối với cô có một chút áy náy thì tôi phải khách sáo với cô ư? Cô là người mà Trầm Dịch Bắc nói mãi mãi không thay đổi tình yêu đây sao? Thế mà hôm nay tôi lại thấy cô mặc áo cưới lấy một người đàn ông khác. Hoang đường quá đi mất. Tôi đã sớm gọi anh ấy là người không có đầu óc. Tống Nhất Thần lạnh lùng cười nhạo, hết câu này tới câu khác, làm khuôn mặt tôi trở nên trắng xanh. Đúng vậy, tôi thật có lỗi với Bắc Bắc. Yên tâm đi, một chữ tôi cũng không nói. Tôi hé ra nét mặt lạnh lùng,
không muốn tiếp tục câu chuyện, coi như chỉ gặp thoáng qua Tống Nhiếp Thần. Anh ấy thế nào rồi? Đột nhiên phía sau vọng đến một câu hỏi ẩn nhẫn, cô đơn, không có kiêu ngạo, không có sắc bén, chỉ có yếu ớt. Xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, tôi mạnh mẽ xoay người lại, không hề đồng tình, ngữ khí của tôi sắc bén, mặt tôi không chút nể nang cảnh cáo. Cô cho là tôi còn dám xuất hiện trước mặt anh ấy ư? Cô cho là tôi sẽ tiếp tục gặp anh ấy sao? Tống Nhất Thần cười cô đơn nói tiếp. Cho dù tôi có yêu anh ấy tha thiết, cho dù cả đời tôi phải sống trong nhớ thương anh ấy, tôi cũng sẽ không quấy rầy anh ấy nữa. Tôi đã phá hủy cuộc sống của anh ấy, thì anh ấy cũng phá nát tình yêu của tôi. Nghe một người đàn ông mở miệng nói ái mộ bắc bắc, tôi không nhịn được dị ứng, lạnh giọng nhắc nhở. Xin anh hãy quý trọng người bên cạnh. Anh không phải muốn kết hôn à? Xin đừng đem lại vết thương cho người khác. Tôi có thể nhận thấy cô gái đơn thuần kia rất, rất yêu anh ta. Hy vọng cô ấy có thể mãi mãi sống trong lời nói dối của hạnh phúc. Chúng tôi là những người như thế này rồi, thì việc kết hôn không phải là vì trách nhiệm đối với tuổi già của cha mẹ sao? Tống Nhiếp Thần nhếch môi cười. Sau 4 năm, anh ta vẫn xinh đẹp như trước, nhưng cái hương vị tả nịch đã không còn. Tôi không muốn biết cô ấy chuyện này. Cũng giống như năm xưa, Dịch Bắc không muốn cho cô biết, chỉ khác là Dịch Bắc yêu cô, mà tôi thì vĩnh viễn không thể yêu vợ của mình. Trái tim của tôi giống như ai đó lấy một con dao đâm mạnh vào. Yêu, cho tới bây giờ, chúng tôi vẫn mãi mãi chưa nói rõ. Nói không ra thành chữ, nhưng lại được thốt ra dễ dàng từ trong miệng của người từng là tình địch. Anh ấy còn hận tôi lắm sao? Có nhắc đến tôi không? Trong mắt của Tấm Nhiếp Thần chứa nỗi đau đớn cùng một tình yêu say đắm khó nhịn. Không cho phép lại gần anh ấy. Tôi không thể khống chế được, ngân cao cổ họng cảnh cáo một lần nữa. Tôi làm sao dám đến gần anh ấy? Tống Nhiếp Thần cười khổ. Anh ấy nói nếu còn gặp lại tôi, anh ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Anh ấy vì cô mà hận tôi như vậy đó. Ngay khi biết được, lúc mới bắt đầu, tôi đã có mục đích tiếp cận anh ấy vì tiền. Cố ý đem anh ấy trở thành người cùng thế giới với chúng tôi. Cố ý làm cuộc sống của anh ấy rối loạn. Vậy mà anh ấy cũng tha thứ cho tôi. Nhưng vì cô mà cuối cùng anh ấy đánh tôi. Còn nói mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa. Vì tiền, vì tôi bắc bắc đánh người. Anh không phải yêu anh ấy, mà là vì tiền mới. Tôi nhíu mày, cảm thấy câu chuyện này có gì đó không thích hợp. Tôi nhận tiền của người khác và làm trái với đạo đức của người làm bác sĩ, phải trả giá bằng chính trái tim mình. Tống Nhiếp Thần nhẹ giọng nói, tiếng nói chua xót. Ngày đầu tiên Dịch Bắc đến tìm tôi, còn có một người phụ nữ bí ẩn cầm một số tiền lớn kêu tôi làm theo ý của bà ta. Người đó nói Dịch Bắc biến bà ta thành người cà thọt, bà ta không muốn bỏ qua cho anh ấy. Lúc đó tôi mới khởi nghiệp, rất cần tiền, mà số tiền đó có thể giúp ích cho tôi rất nhiều. Cho nên tôi không nghĩ đến càng lún càng sâu, ngược lại bản thân mình. Người phụ nữ bí ẩn, người đi cà thọt, tôi thở một hơi lạnh toát. Bắc Bắc quả thật có làm cho bác gái anh từ ngày đó về sau đi một chân cao chân thấp, nhưng bác gái của anh có cần phải trả thù thâm độc như vậy không? Không phải vì trả thù, là vì tiền, vì tài sản. Tôi hử lạnh. Tôi không biết nhiều, nhưng bà ta nói không thể để cho hai người có con chung với nhau. Cho nên khi nghe nói cô đi làm thụ tinh nhân tạo, bà ta nóng nảy nhất định phải muốn tôi tráo đổi. Sau này nếu cô sinh ra đứa con thì bà ta cũng có thể thông qua kiểm nghiệm ADN tố cáo cô đổi. Tôi thở dài gấp gáp. Cháu đổi, vậy đứa con đó? Đáng tiếc kế hoạch luôn luôn thất bại. Tống Nhiếp Thần cười khẽ tự chế giễu. Người phụ nữ bí ẩn đó có tính toán ra sao cũng không tính ra được. Dịch Bắc cố ý phân rõ giới hạn với tôi. Tôi yêu cầu thế nào, anh ấy cũng không chịu cùng tôi một lần cuối cùng. Tống Nhiếp Thần nhắm hai mắt lại, khổ sở, hộc ra năm chữ. Anh ấy nói không muốn. Anh nói cái gì? Anh nói lại lần nữa xem.
Tôi túm lấy áo của Tống Nhiếp Thần, toàn bộ ánh mắt đã đỏ ngầu, giống giận. Anh nói rõ ràng cho tôi nghe. Vóc dáng nhỏ bé của tôi túm lấy người đàn ông cao lớn hơn mình một cái đầu, khi thế tiến công ảo ạt. Anh nhìn nói không muốn như đinh đóng cột. Không thể nào, không thể nào. Năm đó chính Bắc Bắc thừa nhận mình phản bội tôi. Anh ấy nói, anh ấy nhận ra trái tim của mình, anh ấy sẽ không để cô liên quan đến người đàn ông có quan hệ mập mờ với anh ấy. Cũng như anh ấy cũng sẽ không quan hệ mập mờ không rõ ràng với bất kỳ kẻ nào. Anh ấy muốn chặt đất không còn một mảnh. Tống Nhiếp Thần đang sống lại trong ký ức, điên cuồng thấp giọng cười. Vì thế, tôi nói cho anh mới biết, tôi không yêu anh ấy. Qua lại với anh ấy là vì có người trả tiền, có người muốn tôi làm hại anh ấy. Anh ấy nghe xong chỉ sửng sốt, sau đó được giải thoát, nói tha thứ cho tôi, nói cảm ơn tôi đã cho anh ấy biết tất cả sự thật. Tôi thua, thua hoàn toàn. Tôi hỏi anh, đứa con kia có phải là của anh ấy hay không? Có phải của Bắc Bắc hay không? Tôi điên cuồng, túm lấy anh ta lắc mạnh. Tôi không có một chút thương tình nào với anh ta. Tôi phải biết rõ sự thật. Tôi không phải là... Tôi không biết anh ấy nói với cô ra sao. Tống Nhiếp Thần bị tôi lắc đến suýt thở không nổi, hổn hển quát. Anh ấy không có làm gì tôi. Tôi làm sao có hạt giống của anh ấy được? Rõ ràng biết kế hoạch này không có ý nghĩa, rõ ràng biết nên hủy bỏ kế hoạch này, nhưng tôi không muốn bỏ qua cho hai người, cho nên tôi cầm chính hạt giống của mình đưa cho cô. Năm đó, tôi mang thai là đứa con của Tống Nhiếp Thần. Biến thái, anh thật biến thái chết được. Tôi mặc chiếc váy cưới điên cuồng đánh anh ta, tôi hoàn toàn không muốn khống chế bản thân mình nữa. Cảm giác này giống như bị người ta cưỡng hiếp mình. Được lắm. Tống Nhiếp Thần bị tôi đánh chật vật, không chịu nổi, không còn giữ được nhã nhặn. 4 năm trước, tôi bị người mình yêu đánh nên suýt phải đi vào bệnh viện. Bây giờ cô còn muốn như thế nào? Hôm nay tôi cũng sắp là vợ của người khác, không cảm thấy xấu hổ sao? Vừa hét lên, anh ta đã đông cứng lại. Nhìn theo ánh mắt cứng đờ của anh ta, tôi cũng tê liệt. Động tác đánh đấm Tống Nhiếp Thần của mình. Bởi vì đứng cách đó 3 bước, người ta nghe có tiếng động mà tìm đến. Có những nhân viên chụp ảnh của cửa hàng, có sắc mặt tái nhợt trắng bệch như chiếc áo cưới của cô do. Còn có Hải Kỳ trong bộ lễ phục của chú rể, cứng ngắc như hóa đá đứng đó. Tôi che mặt lại, nước mắt cuối cùng đã tràn mi trào ra. Cuộc đời của tôi giống như một trò đùa khôi hài, vô cùng xấu hổ. Tôi muốn tìm một chỗ nào đó trốn tránh. Tôi đi đến trước mặt Hải Kỳ, cúi đầu thật sâu, khóc không thành tiếng. Em xin lỗi. Toàn bộ thế giới của tôi đều điên đảo, cảm xúc đã rơi vào khe núi dãy ruộng cũng không thoát ra được. Không sao cả, chúng ta có thể thay đổi sang ngày khác. Nghe Hải Kỳ khó khăn nói ra những lời này, thế giới của tôi cũng không tiếp nhận được thêm một tiếng động nào nữa. Đờ đẫn, cởi áo cưới, đờ đẫn, không nhìn qua vẻ mặt im lặng của Hải Kỳ. Đờ đẫn để Hải Kỳ đưa về nhà. Đờ đẫn mở cửa xuống xe. Đờ đẫn không thể chào hỏi bất kỳ kẻ nào. Đờ đẫn lên lầu. Đờ đẫn ngẩng đầu. Đờ đẫn nhìn qua nóc nhà bằng kính, nhìn sao trên trời. Trời hôm nay không có sao. Tôi thật khờ khạo. Bây giờ chỉ mới là buổi chiều, làm sao có thể có sao? Nhưng vì sao tôi không nhìn thấy ánh mặt trời? Trời âm u, ánh mắt của tôi muốn chớp cũng không chớp được. Bầu trời quả nhiên thật sự nổi lên gió lớn. Những giọt mưa phùn nhẹ từ từ rơi xuống, sau đó là tiếng lộp bộp của mưa to. Từng giọt nước mưa rơi trên mái nhà bằng thủy tinh như muốn khóc gào cùng tôi. Tôi chôn đầu vào trong đầu gối, rốt cuộc bật lên tiếng khóc lớn. Tương lai của chúng ta không cách nào có hạnh phúc sao? 4 năm trước, anh đã khổ sở hỏi tôi như vậy. Sau đó bình tĩnh thừa nhận anh đã phản bội tôi. Trầm Dịch Bắc, anh là một người thật ngu ngốc. Tôi ngửa đầu khóc lớn hét lên. Thật ngu ngốc, quá mức ngu ngốc. Tôi ngã trên sàn nhà, lạnh như đá, khóc nức nở. Tiếng nói của tôi như tiếng tự khiển trách, lại như tiếng của lời sám hối. Em không cần anh bảo vệ em như vậy. Em không cần mà. Tại sao không nói sự thật với em? Tại sao? Em mang thai đứa con của người khác,
Em thật không hay ho gì, em thật không hiểu biết gì. Anh là người ngu ngốc, anh thật ngu ngốc mà. Vì sao phải chịu tiếng xấu thay cho kẻ khác? Anh có biết em từng hận anh biết bao nhiêu không? Trầm Dịch Bắc, anh là một đứa ngốc sao? Không có cách nào tìm bất kỳ ai để an ủi mình. Tôi là người cô độc, cho tới bây giờ, những lúc thương tâm đều cô đơn một mình. Cô đơn, thật quá cô đơn. Không biết khóc đến bao lâu? Rất lâu, cho đến khi toàn bộ căn phòng đều biến thành một màu đen. Tôi đặt mình trong bóng tối lạnh lẽo, không ngừng run rẩy. Đột nhiên, một tiếng cách vang lên. Có tiếng người mở cánh cửa ở dưới lầu. Sau đó, có tiếng gọi. Y ơi! Tiếng gọi treo trong trẻo vang lớn lên, xua tan màn đen tối yên tĩnh của căn nhà, giống như tia nắng sớm nhất của buổi bình minh chiếu sáng cả quả địa cầu. Màn đêm lập tức biến mất, tiết trời ấm áp lại. White as snow.